Của chân nhân chương 721, tiên thơ rơi xuống núi tinh thứ 1. Tuy đàn dơi tuyết đông, nhưng dưới sự công kích của bầy sói đã chết vô số. Phương Nguyên hơi nhướng mày, có chút giật mình. Sói thiên thanh có huyết mạch của thú hoang thiên lang. Bởi vậy từ khi mới sinh ra đã có thể trôi nổi trong không trung. Sói thiên thanh trưởng thành sẽ phát huy thiên phú này vô cùng hoàn hảo, có thể tùy ý chạy nhảy trong không trung. Sói thiên lang cực kỳ tinh nhuệ, khác hẳn với những bầy sói thông thường khác mỗi con sói thiên thanh trong bầy ít nhất đều là bách thú vương bầy sói thiên thanh thường có quy mô không lớn nhưng có lực chiến đấu rất mạnh cho dù đàn thú có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi được sự thanh tẩy của thời gian sự chấn động của hồng trần ở trên bầu trời bắc nguyên rất hiếm khi nhìn thấy hình dáng của sói thiên thanh sói thiên thanh ngày càng ít hơn đã trở thành động vật quý hiếm chẳng qua Phúc địa Vương Đình là phúc địa lớn nhất của Bắc Nguyên, trong đây có bầy sói thiên thanh lớn như vậy sinh sống cũng không có gì kỳ lạ. Bầy sói càng đánh càng hăng, đàn dơ dần dần không chống lại được nữa, để lại mấy vạn xác dơ chật vật bay đi. Bầy sói thiên thanh bị thiệt hại rất nhỏ, phần lớn sói thiên lang hạ xuống mặt đất, ăn những xác dơ tuyết còn ấm. Còn một số con sói thiên thanh vẫn lơ lửng trong không trung, quan sát xung quanh, tiếp tục canh gác. Phương Nguyên động lòng, sau khi tiến vào phúc địa vương đình bầy sói của ta phân tán ở nhiều nơi diện tích của phúc địa vương đình quá lớn ta không thể đem bầy sói triệu tập trong chốc lát được những con sói thiên thanh này đến thật đúng lúc không chỉ bay được ngang với tốc độ của ta mà còn có thể bảo vệ ta chu toàn sau này có chạm mặt với đàn dơi cũng có thể trực tiếp xung đột đúng lúc này có vài con sói thiên thanh phát hiện ra cổ rắn mối của phương nguyên nhanh chóng bao vây lại phương nguyên ra khỏi cổ phòng thu cổ trắng mối lại bay vút về phía vạn lan vương trên trời bầy sói lập tức nhốn nháo tập kích phương nguyên từ bốn phương tám hướng hững con sói thiên thanh vừa ăn no nên tốc độ bị giảm ý chí chiến đấu cũng giảm một bậc đây chính là thời cơ tốt để thu phục vạn lan vương của phương nguyên phương nguyên cười lạnh rẽ trái quẹo phải linh hoạt di chuyển trên không trung hắn có thiên phú phi hành ở bậc đại sư khiến cho những con sói thiên lang này chỉ có thể hít bụi phía sau hắn con vạn lang vương mà hắn để ý khác với hai con vạn lang vương khác cuộc tác chiến lúc nãy nó xông lên phía trước nên đã bị thương cổ hoang giả cũng bị tổn thất không ít lúc trước phương nguyên âm thầm chú ý nên biết rất chi tiết cổ hoang giả trên người nó phương nguyên vọc đến trước mặt nó trực tiếp sử dụng sát chiêu phong vương bốn tay đánh cho vạn lang vương tơi bời hoa lá con vạn thú vương xui xẻo này bị phương nguyên đánh cho ngơ ngác phương nguyên nhân cơ hội thúc giục cổ ngự lang ngủ chuyển thu phục nó. Khi nó trở thành quân dưới trướng của Phương Nguyên, lập tức hú dài, có một phần ba bầy sói thiên thanh cũng làm phản, đi theo Phương Nguyên. Phương Nguyên cười dài, hắn đã mạo hiểm thu phục Vạn Lan Vương trong lúc bị bầy sói vây công. Nhưng giờ phút này thành công đã là chuyện khác rồi. Có bầy sói, cục diện nghịch chuyển tức khắc. Dưới sự điều khiển của Phương Nguyên, bầy sói tả sung hữu đột, phối hợp với hắn, chẳng mấy chốc đã bao vây được con vạn lang vương thứ hai của bầy sói bầy sói hoang dẫn giữ công kích phương nguyên liền điều khiển bầy sói dưới trướng tạo thành một vòng phòng tuyến bảo vệ bản thân bản thân hắn thì tự động thủ chiến đấu với vạn lang vương chỉ với thời gian một chén trà phương nguyên đã thành công thu phục con vạn thú vương thứ hai của bầy sói thiên thanh đại cục đã định con vạn lang vương cuối cùng của bầy sói thấy tình cảnh như vậy mang theo những con sói dưới trướng của nó vội bỏ chạy phương nguyên cầm máu trước sơ cứu thương thế toàn thân hắn dọn dẹp chiến trường, thu hồi cổ rắn mối, dời địa điểm cắm trại. Mảnh đồi này đầy mùi máu tươi, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn những đàn thú khác. Nếu Phương Nguyên còn ở nơi này, nhất định sẽ không chịu nổi sự quấy nhiễu. Hắn nghỉ ngơi hai canh giờ ở cách đó khoảng 10 dặm, sau đó mới tiếp tục chấp cánh, tiếp tục lên đường. Nhưng lần này không giống với mấy hôm trước, bên cạnh Phương Nguyên còn có hai con vạn lang vương thiên thanh, 38 con thiên thú vương, 256 con bách thú vương thanh thế của hắn lúc này rất lớn hắn cứ tiếp tục đi như vậy chẳng mấy chốc đã sáu ngày trôi qua trong hành trình này phương nguyên liên tục phát hiện ba truyền thừa nữa chẳng qua đều là truyền thừa nhỏ trong mắt hắn đó chỉ là những thu hoạch không đáng kể đáng kể chỉ có bầy sói lớn mạnh thôi hai con vạn lang vương thiên thanh làm trụ cột giờ lại thêm một con nữa kể từ đó dưới trướng của phương nguyên có đến ba con vạn lang vương thiên thanh Phúc địa vương đình chính là bảo địa hàng thật giá thật bên trong có vô số đàn thú ở bên ngoài bắc nguyên rất hiếm sói thiên thanh nhưng ở đây chỉ là vật thông thường mà thôi ngoài sói thiên thanh phương nguyên còn thu được một đám sói đêm sói gió sói mai rùa sói lửa đỏ những con sói này vốn là thủ hạ của hắn khi tiến vào phúc địa vương đình đã bị phân tán khắp nơi phương nguyên thu nạp lại chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó thôi hai ngày sau một ngọn núi cao chót vót đột nhiên hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Ngọn núi màu xanh sẫm giống như một con kền kền, hình thù rất quái dị. Nó khiến Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt hắn hơi vui mừng, đây chính là ngọn núi tinh thứ. Xem ra ta đi đúng hướng rồi, dựa theo tự thuật của cổ tiên thiên khốc ở kiếp trước, mắt của kền kền chính là thánh cung. Phúc địa vương đình, có địa vị cao như thần thánh trong lòng của người Bắc Nguyên, là biểu tượng tinh thần. Nó cũng là cái nôi bồi dưỡng ra các cổ tiên của Bắc Nguyên. Khi Trung Châu xâm lược Bắc Nguyên, đầu tiên họ muốn đánh chiếm chính là nơi đóng vai trò quan trọng này. Lúc vô tình hay cố ý, Phúc Địa Vương Đình bị liên quân cổ tiên Trung Châu công phá, vô tình thánh cung bị phá hủy, trở thành một mảnh phế tích. Lầu chân dương 88 gốc cũng bị thất truyền, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, khiến người đời sau chỉ có thể thở dài. Thiên khốc thượng nhân chính là một trong những cổ tiên tập kích Phúc Địa Vương Đình. Kế hoạch của Phương Nguyên phần lớn là tham khảo thủ pháp tập kích của các cổ tiên Trung Châu. Ồ! Đỉnh tinh thứ có người ư. Khi Phương Nguyên đang định khống chế bầy sói lướt qua đỉnh tinh thứ thì bỗng dừng lại. Trên đỉnh tinh thứ, hắn phát hiện ra có rất nhiều cổ sư, thậm chí còn có cả người quen. Hắn chợt nảy ra một ý, không vội đi nữa mà khống chế bầy sói, hạ xuống đỉnh tinh thứ. Phan Bình bái kiến đại nhân Lam Vương. Sơn âm huynh, chúng ta lại gặp rồi nhìn thấy lang vương các cổ sư đều tập trung tinh thần cao độ trong đó có hai vị cổ sư đứng đầu đi ra một người là phan bình phát tài nhờ cuộc chiến vương đình một người khác là một trong song sát của ma đạo chu tể phan bình đã đạt đến tu vi tứ chuyển đỉnh có cổ đơn đao lực chiến đấu có thể so với một vài cổ sư ngũ chuyển chu tể là cổ sư lực đạo ngũ chuyển am hiểu cận chiến bởi vậy hắn ta càng kiên kỵ cổ đơn đao hơn so với người bình thường sau khi hắn ta vào vương đình đã bị chia cách với Cao Dương, đi thẳng đến Thánh Cung. Nửa đường hắn ta và Phan Bình xảy ra tranh chấp. Bọn tiểu nhân bái kiến Lan Vương. Các cổ sư ở phía sau Phan Bình và Chu Tể rối rít hành lễ, nhất thời cả đám ào ào quỳ xuống đất. Đại chiến mã gia khiến uy vọng của Phương Nguyên được tăng cao đến tột đỉnh. Hắn được công nhận là người đứng đầu thời nay, nổi hơn cả Hắc Lâu Lan, thậm chí là gia luật tang, người có tiên cổ viêm đạo nếu không phải thường sơn âm không có huyết mạch hoàng kim, hắc lâu lan là minh chủ thì có khi có người đã hô to đổi minh chủ rồi. Đứng lên hết đi, không cần câu nệ như thế đâu. Phương Nguyên ngồi trên lưng của một con vạn lan hoàng thiên thanh, thản nhiên gật đầu, sau đó nói, các ngươi tụ tập như thế này là do phát hiện được truyền thừa nào sao? Mọi người khó tránh khỏi âm thầm kêu khổ. Sự thật đúng là như thế. Ban đầu, có người phát hiện truyền thừa tại đỉnh tinh thú lại không có thực lực lấy được cuối cùng chỉ có thể gọi những cổ sư khác đồng thời liên thủ nhưng lại dẫn đến kết quả khiến thiệt hại mất vài người người phát hiện không cam lòng tìm sự giúp đỡ ở xung quanh cuối cùng hấp dẫn phan bình và chu tể hai người vì lợi ích của bản thân tranh giành lẫn nhau khiến cục diện trở nên căng thẳng cuối cùng lại thu hút phương nguyên nay phương nguyên trực tiếp hỏi đến phan bình và chu tể không dám lừa gạt đành mỗi người một câu thuật lại chuyện này đại nhân lang vương may mà người đã đến đây truyền thừa này cứ bảy ngày mở ra một lần khi nó mở ra ánh sao nở rộ lên tận trời lộ ra cánh cửa ánh sao khoảng thời gian này không quá ngắn nhưng lại có đàn côn trùng bay từ cánh cửa ánh sao ra ngăn cản chúng ta tiến vào phan bình mỉm cười nói lúc này cách thời gian truyền thừa mở ra chỉ còn một lúc thôi đại nhân thường sơn âm nếu ngài đã giá lâm đến đây ta đại diện toàn bộ cổ sư cầu ngài hãy chủ trì công đạo vẻ mặt chu tể thành khẩn nói khóe miệng phan bình co rút liếc mắt chu tể đầy khinh bỉ chu tể à cũng cho ngươi là một cao thủ ma đạo thế mà lại nịnh nọt như vậy trong lòng phan bình vô cùng khinh bỉ chu tể tuy lang vương cường đại nhưng một ngày nào đó phan bình ta sẽ đạt tới trình độ như hắn phan bình còn trẻ tuổi trong lòng có ngạo khí nhưng gã không thể hiện ra ngoài mà cúi thấp đầu tỏ vẻ kính cẩn với lang vương gã là cổ sư ma đạo nên rất rõ ràng cục diện như thế nào hiểu được đạo lý co được giảng được phương nguyên việt nhân đức không nhường ai mà đồng ý lập tức trở thành chủ sự của chuyện này thời gian trôi qua quả nhiên mọi người thấy có ánh sao đang dần dần tràn ngập đỉnh núi đợi đến thời gian ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên trời một cánh cửa nho nhỏ trong ánh sao chói mắt chậm rãi mở ra vù 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 một lượng lớn côn trùng như thủy triều lao ra đàn côn trùng này hỗn tạp, sặc sỡ đủ màu sắc. Trong đó có rất nhiều cổ hoang dã, tuy trong trạng thái hung ác, nhưng chỉ bay xung quanh cánh cửa, không tấn công mọi người. Hiển nhiên đây là một trận khảo nghiệm. Sau khi Phương Nguyên quan sát cẩn thận, cười thầm một tiếng, khảo nghiệm của đàn côn trùng này cũng không quá khó. Cho dù không có hắn, kết hợp lực lương của những người còn lại cũng có thể giải được. Nhưng Phan Bình và Chu Tể lại muốn nội đấu, khiến lực lượng bị phân tán mỗi người lại hỗ trợ một bên ai cũng không chịu nhượng bộ thế mới giúp phương nguyên vượt qua phương nguyên liếc nhìn phan bình chu tể sắc mặt hai người này đều hơi khó coi phương nguyên không thèm quan tâm những chuyện này trực tiếp ra lệnh đàn côn trùng này phát uy sẽ khó ứng phó hơn so với đàn thú thông thường các ngươi phải nghe theo an bài của ta như vậy sẽ giảm bớt tổn thất ung dung ứng phó mọi người rối rít đồng ý sau đó họ bị phương nguyên chỉ huy xung quanh phân nhau tấn công, dẫn dắt đàn côn trùng, diệt sát không ngừng. Chỉ một lúc sau, đàn côn trùng đã bị dụ đi hơn một nửa. Phòng tuyến chặt chẽ lộ ra một lỗ hổng lớn. Phan Bình mừng rỡ, quả nhiên đại nhân Lan Vương lợi hại. Chúng ta đều bị che mắt. Thực ra, tiêu diệt đàn côn trùng không quan trọng, mấu chốt là mở được một con đường. Như vậy, sẽ đủ thời gian để chúng ta làm tất cả. Chu Tể cũng cảm khái nói, có đại nhân lan vương dẫn dắt là phúc của chúng ta nhưng sau đó phương nguyên lại nói các ngươi ở lại đây kiềm chế đàn côn trùng không thể để xảy ra sai lầm ta đi một chút sẽ quay lại nói xong hắn liền điều khiển bầy sói bay tới cửa ánh sáng này này đại nhân lan vương sắc mặt chu tể thay đổi không ngờ phương nguyên sẽ ngang nhiên ăn mảnh như thế hai mắt phan bình trợn trừng trong lòng rất bất bình giận dữ trước mắt bao người Phương Nguyên dùng một con sói thiên lang dò đường. Khi thấy không có nguy hiểm liền cưỡi lang vương thiên thanh đi vào giữa cánh cửa. Đương nhiên, hắn vẫn để lại một số con sói thiên thanh ở quanh cửa để phòng thủ, bảo vệ đường lui. Không phải lang vương rất cao ngạo sao? Sao da mặt lại dày như vậy chứ? Truyền thừa này có tư thái rất lớn, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước, bây giờ lại bị thường sơn âm giành mất. Đường đường là lang vương thường sơn âm, thế mà lại gạt bỏ chúng ta ở chỗ này. Trong lòng mọi người đều phẫn hận, nhưng giận mà không dám nói. Đại nhân Phan Bình, hay là chúng ta cũng lao vào đi. Một vị cổ sư tam chuyển trong mắt đảo liên tục, chạy đến trước mặt Phan Bình, khuyến khích nói. Phan Bình hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên đạp bay gã, hung tợn nói, ngươi thích đi thì có thể lao vào. Như thế nào, ngươi xem ta làm kẻ hầu để sai bảo à? Đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân nào dám? cổ sư tam chuyển vội vàng kêu oan cút phan bình giận dữ hét lên hai tay nắm thành nắm đấm hai mắt của gã lóe sáng nhìn chằm chằm cửa ánh sáng lỗ hổng vốn đã trống nhưng nay bị bầy sói thiên thanh bao vây chặt chẽ hai con vạn lang vương mấy chục con thiên lang vương hơn ba trăm con bách lang vương giữa không trung còn hơn hai trăm con nữa quy mô như vậy phan bình không thể vượt qua được ý niệm trong đầu gã vừa chuyển đưa ánh mắt quét về phía chu tể dùng ngữ khí trào phúng thản nhiên nói đây là kết quả mà ngươi muốn lan vương chủ trì công đạo à chu tể nhìn phan bình bằng ánh mắt lạnh lùng hắn ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư của phan bình trong lòng hắn ta khinh thường hừ lạnh phan bình này đúng là còn trẻ tuổi lại mới thành danh nên tạo thành tánh khí ương ngạnh thế mà lại nghĩ đến việc ta và gã liên thủ đột phá phòng tuyến của bầy sói đúng là ngây thơ Lan Vương dễ đối phó như thế sao? Cho dù Lan Vương để lại một con sói đêm, ta cũng không dám ra tay. Tên nhãi con này quả thực không biết trời cao đất rộng. Phan Bình thấy Chu tể không quan tâm đến gã, tức giận hừ lạnh, lời đến miệng cũng đành nuốt vào trong bụng. Sau khi Phương Nguyên đi vào cửa ánh sáng, liền đi vào một đình viện. Phong cách của đình viện này khá kỳ lạ, tất cả đều dùng kim loại màu lam để chế tạo, tạo hình rất trừu tượng kỳ dị, không phải phong cách của ngũ vực. Phương Nguyên đẩy cửa bước vào, đình viện mờ ảo trong một tầng ánh sáng mỏng manh, thần bí, u tĩnh và xa hoa. Lúc đầu, Phương Nguyên vô cùng cẩn thận, nhưng qua một lúc thăm dò, hắn không phát hiện ra khảo nghiệm hay cơ quan cạm bẫy nào cả. Trong đình viện có 6 căn phòng đều bị Phương Nguyên kiểm tra hết. Hóa ra nơi này là nơi ở của nhà thơ lớn Đô Mẫn Tuấn hơn 100 năm trước. Phương Nguyên tiếp thu toàn bộ truyền thừa của chủ nhân đình viện, lập tức biết thân phận của người này. Đỗ Mẫn Tuấn là một vị cổ sư ngũ chuyển, cả đời độc thân không lập gia đình, chuyên độc hành, được thế nhân xưng là lưu lạc cô tinh, là tiên thơ trứ danh của Bắc Nguyên, sáng tác nhiều thi từ miêu tả trời sao, lấy những thứ này để bày tỏ nỗi nhớ quê hương, sự giải dụa vô lực với vận mệnh. Y cao ngạo, thanh cao, không vướng bụi trần. Trong cuộc đời, y khiến cho rất nhiều cô gái Bắc Nguyên chủ động theo đuổi, thậm chí có cả các chàng trai theo đuổi. Họ đều bị y cự tuyệt một cách vô tình người đời sau đánh giá, ca ngợi y rằng, ngài ấy đắm chìm trong thế giới của mình, tuy đang ở Bắc Nguyên nhưng tâm lại ở trên bầu trời sao. Ngài ấy không phải người Bắc Nguyên, ngài ấy là nhà thơ, là tiên thơ trên trời giáng xuống thế gian. Hóa ra Đô Mẫn Tuấn lựa chọn tự sát ở trong này. Phương Nguyên thở dài. Đô Mẫn Tuấn không chịu được sự u buồn trong lòng, dựng một chỗ ở cuối cùng ở đỉnh tinh thứ, chủ động kết thúc sinh mệnh của bản thân. Y lưu lại vô số thơ để người đời sau ngâm tụng, chiêm ngưỡng. Đô Mẫn Tuấn vô cùng trác tuyệt, tài tình, truyền thừa mà Y lưu lại cũng vô cùng phong phú. Đầu tiên là một con cổ tình thơ. Cổ tình thơ chuyên dùng để tồn trữ tình cảm, ngang hàng với cổ ý họa, đều là cổ trí đạo. Nó vô cùng hiếm thấy, có giá trị rất cao. Tiếp theo là một khối lượng lớn cổ trùng tinh đạo, vô cùng đa dạng, đầy đủ chủng loại trên cơ bản có thể triển lãm thành bách khoa toàn thư của cổ tinh đạo Bắc Nguyên. Điều này khiến Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Xem ra, Đô Mẫn Tuấn từng có kỳ ngộ, không thì sao có thể có đầy đủ cổ trùng tinh đạo như thế được. Ồ, thế mà y còn tự nghĩ ra bí phương trọn vẹn của cổ ngôi sao. Sau khi Phương Nguyên lật xem bí phương, phát hiện Đô Mẫn Tuấn thực sự kinh tài tuyệt diễm. Y sáng tạo ra một bộ cổ mới, từ cổ nhất tinh bán điểm nhất chuyển đến cổ nhị tinh huy ánh nhị chuyển cổ tam tinh tại thiên tam chuyển cổ tứ tinh lập phương tứ chuyển cuối cùng là cổ ngũ tinh liên châu ngũ chuyển bộ cổ trùng này chuyên nhằm vào cổ ngôi sao có thể tăng hiệu quả cho cổ ngôi sao rất nhiều tương đương với cổ thiên môn công bội nhưng phí tổn để luyện bộ cổ trùng này rẻ hơn rất nhiều so với cổ thiên môn công bội tài liệu luyện chế cũng rất thường gặp nó đồng nghĩa với việc nếu bộ cổ phương này truyền ra ngoài sẽ gây ra náo động rất lớn có ảnh hưởng đến cục diện của tất cả các lưu phái cổ sư tuy rằng ta không phải cổ sư tinh đạo nhưng luyện bộ cổ ngôi sao này rất có lợi đối với việc mở tinh môn nối liền với phúc địa hồ tiên trong lòng phương nguyên khó tránh khỏi sinh ra sự vui mừng trước đây hắn đã mất một khoản khá lớn để đầu tư nuôi dưỡng cổ tinh huỳnh ở phúc địa hồ tiên sau đó lại nuôi rất nhiều cá bong bóng nhằm gia tăng sinh sản của cổ tinh huỳnh nhưng cổ tinh huỳnh vẫn tiêu hao với tốc độ quá nhanh mỗi lần mở tinh môn đều tổn thất rất nhiều cổ tinh huỳnh mà muốn nuôi cổ tinh huỳnh cần rất nhiều thời gian khi phương nguyên ở bên ngoài bắc nguyên còn tốt hơn một chút ít nhất có thể nhờ vào ánh sao ban đêm để mở tinh môn nhưng vào trong phút địa vương đình thì không có ánh sao để mượn bởi vậy một khi mở tinh môn sẽ tiêu hao nhiều cổ tinh huỳnh hơn nhưng nếu luyện được bộ cổ tinh đạo chuyên gia tăng hiệu quả thì một con cổ tinh huỳnh sẽ có hiệu quả bằng rất nhiều con như vậy sẽ giảm được sự hao tổn đáng kể hơn nữa loại cổ mới này rất thú vị ý tưởng tư duy khác hẳn với quan điểm chủ lưu dường như có điểm tương tự với việc suy tính từ số liệu của khoa học trên trái đất không ngờ tiên thơ đô mẫn tuấn lại có tư tưởng kỳ lạ tuyệt diệu đến vậy phương nguyên ngẫm ra được một phần trí tuệ của tiên thơ từ bản cổ phương này Phương Nguyên càng quét hết các phòng, sau đó thản nhiên quay về theo đường cũ. Đô Mẫn Tuấn là cổ sư chính đạo, truyền thừa mà y để lại thuộc truyền thừa chính đạo. Bởi vậy chỉ có một khảo nghiệm mà thôi, khảo nghiệm này cũng không quá khó. Khi Phương Nguyên trở lại đỉnh núi, đàn côn trùng gây khó dễ cho mọi người đã chủ động tản đi. Đại nhân thường sơn âm, rốt cuộc ngài cũng ra rồi. Không biết đại nhân thu hoạch được gì ở bên trong vậy. Vẻ mặt Phan Bình tối sầm, lập tức tiến lên. Ý của gã rất rõ ràng, Lan Vương ngươi ăn thịt thì cũng phải để chúng ta uống hớp canh chứ. Ha ha ha, chúc mừng đại nhân Lan Vương, có truyền thừa này như hổ thêm cánh. Chu tể chấp tay chúc mừng, không hề đề cập đến việc chia chác. Phương Nguyên thản nhiên gật đầu, truyền thừa này là của tiên thơ đô mẫn tuấn thiết kế, bên trong có để lại rất nhiều báu vật. Các ngươi có thể đi lấy. Nói xong, hắn liền ngồi lên lưng vạn Lan Vương Thiên Thanh, từ từ bay lên không phan bình thấy thế vội vàng gào lên các hạ thường sơn âm chúng ta khổ cực giúp ngươi giữ chân đàn côn trùng ngươi cầm hết tinh hoa trong truyền thừa theo quy củ ít nhất cũng cho chúng ta chút bồi thường chứ bồi thường phương nguyên đè đầu sói lại lơ lửng giữa không trung biểu hiện tự tiếu phi tiếu nhìn phan bình trước mặt ngươi muốn bồi thường cái gì phương nguyên hỏi mặt phan bình lạnh tanh yêu cầu bồi thường như thế nào giờ cũng khó mà nói được đại nhân không ngại thì hãy đem truyền thừa ra đây cho chúng ta cùng nhau định giá ha 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 phương nguyên bật cười nói với phan bình với vẻ mặt ôn hòa ngươi xem bồi thường như thế này ngươi có thích không nói xong ý niệm trong đầu hắn vừa động bầy sói thiên thanh đồng loạt nhìn thẳng phan bình từ mặt đất bay lên bao vây gã mặt phan bình nhanh chóng biến sắc một tay cầm đao vàng kinh hô đại nhân lang vương ngươi làm cái gì vậy phương nguyên ngồi trên lưng sói quan sát phan bình dưới chân cười lạnh ngao ô tiếng sói hú bầy sói thiên thanh chạy thật nhanh lao về phía phan bình phan bình vô cùng sợ hãi trái che phải trắng dùng toàn bộ vốn liếng để ngăn cản tu vi của gã là tứ chuyển đỉnh phong làm giàu nhờ chiến tranh cổ trùng của gã rất hoàn mỹ và đầy đủ chiến lực của gã đã vượt xa so với trước đây nhưng sói thiên thanh cũng không phải sói hoang dã thông thường mỗi con thấp nhất cũng là bách lang vương Điều này có nghĩa là trên người chúng ký sinh rất nhiều cổ hoang dã. Sau khi Phan Bình giết được mấy con sói thiên lang, dần dần không chống được nữa, toàn thân đẫm máu, lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đai nhân lang vương, ngươi quá bá đạo. Ta là đồng đội của ngươi, ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Gã gào lên, dùng đại nghĩa để đè ép người. Những cổ sư khác không biết làm thế nào cho phải. Sự bá đạo của Phương Nguyên làm cho bọn họ phản cảm nhưng bọn họ e ngại thực lực nên không dám phát biểu ý kiến. Đại nhân Lan Vương, xin ngài bớt giận. Phan Bình không biết trời cao đất rộng, nói lời mạo phạm đại nhân. Nhưng đại nhân là nhân vật lớn, cần gì so đo với hậu bối nho nhỏ như gã. Chu Tể vội vàng khuyên giải. Phan Bình là ái tướng của Hắc Lâu Lan, nghe nói đã được gia nhập Hắc Gia. Nếu gã chết ở đây, sau này Hắc Lâu Lan truy cứu đến, khẳng định sẽ không làm gì thường sơn âm, nhưng đối với chu tể sẽ không có chuyện tốt gì nếu chu tể tham gia liên minh hắc gia đương nhiên cũng muốn gia nhập hắc gia chu tể ngươi nghĩ nhiều rồi ta không tức giận phương nguyên thản nhiên cười với chu tể bầy sói thiên thanh càng tấn công mạnh hơn dưới sự điều khiển của hắn trong lòng chu tể vô cùng sốt ruột sự tàn nhẫn của phương nguyên khiến hắn ta lấy làm kinh hãi bên kia phan bình đã lâm vào tình huống vô cùng nguy hiểm gã đã phải thúc giục cổ đơn đao nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không phá được vòng vây của bầy sói. Đại nhân lang Vương, ngài hãy dơ cao đánh khẽ. Phan Bình sắp chết rồi. Vẻ mặt chu tể hoảng loạn, hắn ta lại cầu xin một lần nữa. Phương Nguyên thấy thế mới dần dần dừng tấn công, thở dài nói với chu tể, hai, ta không tàn bạo mà là hậu bối này không tôn trọng trưởng bối. Hôm nay, ta không giáo huấn gã một chút, sau này để gã làm bừa hay sao? Vâng, vâng, vâng đại nhân dạy bảo rất đúng chu tể vội gật đầu phụ họa phương nguyên giơ tay lên bầy sói thiên thanh đình chỉ tấn công chậm rãi lui về phía sau nhưng không phá vỡ được thế vây áp lực bên ngoài vừa biến mất phan bình bỗng tê liệt ngã xuống đất toàn thân gã đẫm máu đấy vết thương thở hổn hển gã nhìn phương nguyên tràn đầy oán hận phương nguyên thấy biểu tình của gã như vậy mỉm cười nói xem ra ngươi không phục có lẽ ta giáo huấn vẫn chưa đủ chu tể ngươi thấy sao toàn thân chu tể rung lên hắn ta nhìn thấy rõ trong ánh mắt bình tĩnh của phương nguyên ẩn giấu sát khí vội xua tay nói đủ rồi đủ rồi phan bình đã nhận đủ giáo huấn rồi phan bình ngươi không mau nhận lỗi với đại nhân lang vương đi phan bình nắm chặt tay cắn chặt răng im lặng dây lát cuối cùng gã nhắm chặt hai mắt khó khăn nói đại nhân lang vương ta sai rồi nhưng trong lòng gã lại gào lên sỉ nhục hôm nay, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lan Vương, ngươi cứ đợi đó. Không phải ai cũng có thể vũ nhục ta. Vốn Phan Bình là người thận trọng, thấp điệu. Nhưng trải qua tranh đấu Vương Đình, sự kiêu ngạo từ sâu trong nội tâm của gã được kích phát. Nhất là sau khi gã đại chiến với Lưu Gia đã bị sát chiêu ba đầu sáu tay giết chết, sau đó lại được Thái Bạch Vân Sinh sử dụng cổ nhân như cố để cứu sống. Trải qua quá trình chết đi sống lại, khiến tính tình gã biến đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thiên mệnh sở quy. Dựa theo quy củ, vốn ta nên xem xét thu hoạch truyền thừa. Lan Vương, ngươi quá bá đạo, ngươi sẽ vì những chuyện ngươi làm hôm nay mà hối hận. Tuy bây giờ ngươi rất lớn mạnh, nhưng chẳng qua là tu hành trước ta vài năm thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp ngươi, vượt qua ngươi. Ta sẽ đem sỉ nhục hôm nay trả lại cho ngươi. Trong lòng Phan Bình gào thét. Đương nhiên, Phương Nguyên không biết suy nghĩ trong lòng gã, nhưng Phương Nguyên cũng không có hứng thú biết gã suy nghĩ cái gì. Nếu ta lập tức giết gã ở đây, Hắc Lâu Lan cũng không làm gì ta. Nhưng đây là hành vi của ma đạo, không hợp với thân phận của ta. Hơn nữa, cũng không có ích với kế hoạch của ta. Không bằng lưu lại Phan Bình này. Trên người Phan Bình cũng chỉ có con cổ đơn đao kia là có thể lọc vào mắt xanh của Phương Nguyên. Chẳng qua, bây giờ giết gã cũng không chiếm được con cổ này vì thế phương nguyên nói ngươi nhận sai là được rồi chứng tỏ ngươi đã hiểu dụng tâm lương khổ của ta hậu bối nên có dáng vẻ của hậu bối ngươi biết chưa hiểu hiểu rồi phan bình nhắm chặt hai mắt trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi nói phương nguyên cười lạnh biết rõ ràng cảm xúc trong lòng gã nhưng hắn cũng không vạch trần chỉ gật đầu tốt rồi một khi đã như vậy ngươi hãy bồi thường cho ta đi để giáo dục ngươi trở nên tốt hơn ta đã tổn thất không nhỏ, ngươi nhìn những thi thể sói trên mặt đất xem, ước chừng cũng phải 15 con. Cái gì? Phan Bình giận dữ, đột nhiên mở hai mắt. Thế nào? Ngươi không muốn à? Phương Nguyên thản nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Phan Bình không hề che giấu sự đùa cợt, giống như diễn mèo vờn chuột. Ta, ta đồng ý. Phan Bình hít sâu mấy hơi, gật đầu đồng ý. Ừm, đây mới là thái độ mà hậu bối nên có. Phương Nguyên cười ha ha, nụ cười vô cùng hiền lành, từ ái. Nhưng trong mắt mọi người, như thế lại càng đáng sợ hơn. Đều do công dạy bảo của đại nhân. Chu Tể cười nịnh bợ. Ừm, đương nhiên rồi. Phương Nguyên Việt nhân đức không nhường ai, nhận toàn bộ sự nịnh hóc dối trá này. Sau đó, hắn nhìn tất cả mọi người, các ngươi thì sao? Có muốn nhận sự dạy dỗ của ta không? Mọi người vội vàng nói, không dám, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, bị dọa không nhẹ. Phương Nguyên cười lớn, vơ vét cổ phương và mấy con cổ trùng của Phan Bình trước mặt mọi người. Phan Bình tức đến run người, Phương Nguyên chọn mấy con cổ trùng, đều là những con đóng vai trò mấu chốt khi phối hợp với nhau. Thiếu chúng, chiến lực của Phan Bình đã bị giảm xuống hai cấp. Sau khi đồ dẫn Phan Bình xong, Phương Nguyên cũng hết hứng, liền vỗ đầu sói, từ từ bay lên không, cứ như thế đi, nơi này còn rất nhiều đồ tốt, đều là độc nhất vô nhị các ngươi tùy ý lấy đi. Mọi người nghe xong, tinh thần chấn động. Rất nhiều người còn nghĩ, đại nhân Lan Vương vẫn còn có tình nghĩa, hắn dẫn đầu là đúng, đại nhân Phan Bình quá nông nổi. Đến khi Phương Nguyên và bầy sói thiên thanh không còn bóng dáng nữa, biến mất ở chân trời, mọi người mới dám nhất chân tiến đến cửa ánh sáng. Theo thứ tự sắp xếp, đương nhiên Chu Tể và Phan Bình là hai người đi đầu. Hai người bước vào viện nhỏ đầu tiên, chỉ phát hiện thơ mà Đô Mẫn Tuấn sáng tác. Còn về cổ trùng, cổ phương đã bị phương nguyên quét sạch, không còn lưu lại chút nào. Đại nhân Lan Vương nói không sai, những thứ này quả nhiên là báu vật độc nhất vô nhị. Chu tể dơ tập thơ trong tay lên, liên tục cười khổ. Sắc mặt Phan Bình xanh mét, lúc trước hy vọng sẽ lấy được chút gì đó để bù đắp tổn thất đã vỡ tan. Phục. Bỗng nhiên, gã phun ra một nguồn máu, tức đến bất tỉnh. Vài ngày sau. Dựa theo tốc độ của ta, chắc hẳn đã sắp đến thánh cung rồi. Phương Nguyên cưỡi trên lưng vạn Lan Vương, âm thầm tính toán. Bỗng dưng, ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn chầm chầm dưới mặt đất. Ồ, bề mặt đất này thật quen thuộc, chẳng lẽ là... Phương Nguyên quan sát mặt đất. Chỉ thấy một gò đất cao nổi lên trên mặt đất. Gò đất không có gió tuyết. Bên trên có một cái khe, bên trong là một cái động lớn, giống như thông xuống lòng đất. Bốn phía gò đất là đầm lầy trong đầm lầy thưa thớt rừng cây nhỏ. Tại góc Tây Nam có một con sông, nước sông không hề thanh tịnh, bắt nguồn từ xa, dòng chảy dài, kéo ra khỏi tầm mắt của Phương Nguyên. Ánh sáng dưới đất cao đến vạn trượng, bách lý thiên du, vịnh mai tuyết hương. Nhìn thấy hình dạng mặt đất này, trong đầu Phương Nguyên không tự chủ nhớ đến câu mật ngữ. Chẳng lẽ nơi này chính là truyền thừa địa khâu? Linh quan trong đầu Phương Nguyên lóe lên, hơi giật mình. Lúc trước, hắn từ một cục đá màu xám trắng thu được tin tức về truyền thừa địa khâu cổ họa ý bên trên cục đá đã đưa toàn bộ bản đồ địa hình vào sâu trong đầu hắn bởi vậy hắn đã khắc sâu ấn tượng có muốn quên cũng quên không được hắn vỗ cánh bay lượn một vòng giữa không trung xác nhận khu đất này và hình dạng mặt đất trong đầu hắn hoàn toàn giống nhau thì ra là thế trước đó ta cũng đã có nghi hoặc hình dạng truyền thừa địa khâu bình thường đúng là không đáng tin cậy nếu truyền thừa này nằm bên ngoài Bắc Nguyên, rất dễ bị ngoại lực phá hủy dẫn đến thay đổi hình dạng. Nhưng trong Phúc Địa Vương Đình thì lại khác. Phương Nguyên thầm nghĩ, Phúc Địa Vương Đình cứ cách 10 năm lại mở ra một lần. Người thắng trong cuộc chiến Vương Đình sẽ chen chút tiếng vào. Có lẽ vì nguyên nhân chiến đấu, mặt đất nơi này đã bị thay đổi. Nhưng sau khi Phúc Địa Vương Đình đóng lại, hình dạng mặt đất sẽ phục hồi lại như cũ. Đợi đến 10 năm sau, Phúc địa vương đình mở ra, tất cả đều đã trở lại như lúc ban đầu. Truyền thừa địa khâu nếu đã thiết lập bên trong Phúc địa vương đình, hơn nữa còn có suy nghĩ khác người, nhất định đã có người động tay chân trên cục đá xám trắng đó. Chủ nhân truyền thừa đã hao tổn công phu và tâm tư như thế, truyền thừa chắc chắn sẽ không tệ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Phương Nguyên chậm rãi bay đến miệng hang bên trên gò đất. Quan sát một lát, hắn triệu hoán mấy con sói thiên thanh tiến vào lỗ hang dò xét. Sau thời gian một chén trà, sói thiên thanh không tổn hao gì trở về bên cạnh phương nguyên. Từ ngoài nhìn vào, lỗ hang đen nhánh, nhưng sau khi tiến vào, bên trong mọc đầy rêu cỏ xỉ phát ra ánh sáng, không hề tối tăm. Trong động chẳng có thứ gì cả, không khí ẩm ướt, chỉ có đất đá và rêu cỏ xỉ. Phương Nguyên cũng đích thân xuống dưới dò xét, nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Hắn khẽ cau mày. Đối với kết quả này, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, Truyền thừa này đúng là không đơn giản. Nếu quả thật dễ dàng lấy được, chỉ sợ đã sớm bị người khác chiếm đi. Đương nhiên, cũng không loại trừ truyền thừa này bị người khác nhanh chân đến trước. Nhưng sau khi phân tích, Phương Nguyên cảm thấy khả năng này khá nhỏ. Muốn đến được nơi này, ít nhất phải phù hợp hai điều kiện. Thứ nhất, phải thu được manh mối truyền thừa. Muốn nhìn ra được cục đá xám trắng, chỉ sợ phải là cổ sư am hiểu giám định mới có thể làm được. Thứ hai, cổ sư cần phải tiến vào phúc địa. Điều này đồng nghĩa với việc cổ sư phải sống sót trong cuộc chiến vương đình, đồng thời phải có ánh mắt, khi đó mới có thể trở thành người chiến thắng. Truyền thừa này thật không đơn giản. Xem ra, muốn lấy được truyền thừa, nhất định phải khám phá ra được mật ngữ. Cuối cùng, Phương Nguyên đã đưa ra được một kết luận. Ánh sáng dưới đất cao đến vạn trường, Bách Lý Thiên Du, Vịnh Mai Tuyết Hương. Mật ngữ này rốt cuộc muốn biểu đạt hàm nghĩa gì? Phương Nguyên cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả. Hắn có suy nghĩ bao nhiêu cũng không có được bất kỳ manh mối nào. Thôi, trước cứ như vậy. Thời gian ở bên trong phúc địa Vương Đình vẫn còn. Phương Nguyên vỗ cánh, xuất lĩnh đàn sói tiếp tục chạy đến thành cung chính giữa phúc địa. Nơi đó mới là kế hoạch của hắn. Hắn ẩn núp thời gian dài như vậy chính là muốn tiến vào phúc địa Vương Đình. Thu hoạch được cổ giang sơn như cố là mục tiêu hàng đầu. Ngoài ra là truyền thừa của Cự Dương Tiên Tôn ở Lầu Chân Dương 88 góc. Không chỉ có hắn, rất nhiều cổ sư có năng lực, có khát vọng đều tích cực chạy đến Thánh cung. Thánh cung là trung tâm phúc địa, là khu vực tinh túy nhất. Thánh cung là một trong những tẩm cung của Cự Dương Tiên Tôn, cũng là tẩm cung quan trọng nhất. Những tẩm cung còn lại phân bố ở Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương. Ở Trung Châu, Cự Dương Tiên Tôn có một tẩm cung quy mô hùng vĩ tọa lạc bên trong Trường Sinh Thiên trong lịch sử chỉ xuất hiện 10 vị cổ sư cửu chuyển, được xưng là tiên tôn và ma tôn. 10 người này trải dài từ Nam Chí Bắc trong dòng sông lịch sử, từ thời viễn cổ đến thượng cổ, trung cổ rồi cận cổ. Người nào cũng là cường giả của thời đại mình, tung hoành vô địch thiên hạ, đồng thời cũng có điểm khác biệt cực lớn. U hồn ma tôn thích di chuyển, hồng liên ma tôn thần bí, tinh túc tiên tôn vô cùng trí tuệ, nhạc thổ tiên tôn không tranh giành với đời. Tương tự, Cự Dương Tiên Tôn cũng là một nhân vật mang sắc thái truyền kỳ. Ông vốn là cổ sư ma đạo, sinh ra ở Bắc Nguyên, cả đời phúc duyên không ngừng, vận may liên tục, gặp giữ hóa lành thì không nói, còn có thể biến họa thành phúc. Sau khi ông trở thành cổ tiên ma đạo, lưu luyến bụi hoa, phong lưu bốn phía, không ai có thể kiềm chế. Ngay cả đệ nhất tiên tử của một trong thập đại cổ phái Trung Châu là Linh Duyên Trai cũng bị ông thu nạp làm thê thiếp. Cũng vì vậy, ông được linh duyên trai chiêu nạp làm thái thượng trưởng lão khác họ chuyển sang chính đạo tự dương tiên tôn phong lưu thành tính sau khi trở thành tiên tôn ông không lên thiên đình trở thành tiên vương đời thứ tư mà tuần tự thành lập năm tẩm cung lớn phi tầng mấy chục triệu người tinh lực của ông tràn đầy khi được hơn một ngàn tuổi ông còn tuyển thiếu nữ các nơi để làm phong phú hậu cung của mình bởi vậy trong tất cả tôn giả ông là người có nhiều con cháu nhất con gái của ông quá nhiều. Phần lớn con cái ông cũng không nhớ nổi cái tên. Nòi giống này được trải rộng ngũ vực, bây giờ chủ yếu nhất vẫn tập trung ở Bắc Nguyên. Bộ tộc cổ sư chảy trong người dòng máu của cự dương tiên tôn được gọi chung là gia tộc Hoàng Kim. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Độc chiếm thiên hạ. Phụ nữ xinh đẹp trời sinh chỉ là đồ cưới. Hận không thể cưới hết phụ nữ trong thiên hạ. Đây đều là những câu nói của ông. Mặc dù Thương Hải tan điền, thời gian trôi qua, nhưng ấn tượng mà ông lưu lại trong lịch sử vẫn sáng chói như mặt trời. Nhất là ở Bắc Nguyên, khi bộ tộc Hoàng Kim nắm giữ toàn bộ đại cục, cự dương tiên tôn vẫn ảnh hưởng đến từng thời đại của mỗi người. Thánh cung, đại điện trung tâm. Ban đêm. Ánh sao sáng lạng chiếu sáng gương mặt của Hắc Lâu Lan. Gã ngửa đầu nhìn tấm bảng trên đại điện. Thân hình to lớn như gấu im lặng đứng im dưới ánh sao là chủ của một minh quân, bên trong chảy xuôi huyết mạch hoàng kim, khi gã vừa mới tiến vào phúc địa vương đình, bản thân đã ở trong thánh cung. Tấm bản đại điện trung tâm cực kỳ to lớn, dài 20 trượng, rộng 8 trượng, bên trên viết bốn chữ to độc chiếm thiên hạ. Đại điện trung tâm rất rộng, người khổng lồ cũng có thể ở lại. Dưới tấm bản to lớn, thân hình mập mạp của Hắc Lâu Lan cũng trở nên nhỏ bé. Độc chiếm thiên hạ, gã ngửa đầu quan sát, biểu hiện cực kỳ phức tạp, có thống hận, có ngưỡng mộ, có phẫn nộ, có lạnh lùng. Đại nhân, bái quân tử tôn thấp hàng chậm rãi bước đến, nhẹ giọng kêu lên. Chuyện gì? Hắc lâu lan quay đầu lại, biểu hiện trên gương mặt mất đi, một lần nữa trở lại sự buông thả, thô lỗ và táo bạo của ngày thường. Tôn thấp hàng móc ra một phong thư, bẩm báo, đây là thư của đơn đao Phan Bình, được truyền đến cách đây không lâu. Gã ở trong thư cáo trạng Lan Vương thường sơn âm, nói hắn tham ô truyền thừa, công nhiên bắt chẹt, hành vi vô cùng ác liệt, hy vọng đại nhân có thể chủ trì công đạo. Ồ! Hắc lâu lan duỗi bàn tay phải mập mạp ra. Tôn thấp hàng vội vàng dùng hai tay dâng lên. Đại nhân, không phải tiểu nhân lắm mồm. Thường sơn âm quá thật ngày càng quá đáng, ngay cả đồng đội của mình cũng có thể ức hiếp, vũ nhục. Hai, Phan Bình Đại Nhân cũng chỉ có lòng tốt. Gã có một truyền thừa, nhớ lại tình cũ, muốn chia sẻ với thường sơn âm, kết quả lại bị đối xử như vậy. Lan Vương thường sơn âm quả thật đã lập được công lao, nhưng cũng không thể dựa vào đó để làm bậy được. Nếu người nào cũng giống như hắn, tình huống còn không lộn xộn sao? Bái quân tử thừa dịp Hắc Lâu Lan đang đọc thư, cẩn thận cáo trạng. Hắc Lâu Lan hừ lạnh, sau đó đưa tay ra, lấy ra. Sao, đại nhân ngài đây là, tôn thấp hàng ngay ra thư này chỉ là lời nói phiến diện của một mình phan bình hẳn còn có thư của chu tể nữa chứ ánh mắt của hắc lâu lan trở nên sắc bén bái quân tử lập tức cười lấy lòng đại nhân thật sự anh minh thần võ tiểu nhân kính để sát đất hắc lâu lan tiếp nhận phong thư thứ hai khi gã đọc thư mặt không biểu cảm khiến tôn thấp hàng khó mà phỏng đoán thư này đơn giản chỉ là chu tể khoe thành tích nhưng kết hợp với phong thư thứ nhất hắc lâu lan đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện cả dùng tay bóp nát. Hai phong thư được phủ một tầng ánh sáng ảm đạm, ăn mòn thành bã. Người của Phan Bình đã đến thánh cung, ngươi hãy đến quân du doanh đền bù cho bọn họ một chút là được. Hắc Lâu Lan dặn dò. Vâng, đại nhân. Bái quân tử đang nghe chuyện trên TV audio CV không người lĩnh mệnh, nhưng chờ một lát, không nghe Hắc Lâu Lan nói thêm điều gì, không khỏi kỳ quái ngẩng đầu lên, đại nhân, thế không trừng phạt Lan Vương Thường Sơn âm sao? Trừng phạt buồn cười. Hắc lâu lan cười lớn, tại sao ta lại trừng phạt hắn? Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ nuốt hết truyền thừa này. Chỉ là tướng ăn của hắn hơi khó coi mà thôi. Công thấp hàng không cam tâm, gấp lên, đại nhân, thuộc hạ lại có suy nghĩ khác. Lan Vương thường sơn âm ỉ vào lập được công cao mà kiêu ngạo bất tuần, không thể để hắn kiêu căng như vậy được. Mặc dù hắn lập được đại công, nhưng không có bộ tộc của đại nhân ngài giúp đỡ, hắn sẽ có được nhiều sói như vậy sao? Hắn là anh hùng Bắc Nguyên, hy vọng rất cao. Nếu đại nhân không trừng phạt, chỉ sợ sau này hắn lại càng quá đáng hơn, thậm chí cuối cùng còn công cao đóng chủ, thế nhân đều biết thường sơn âm mà không biết đến đại nhân ngài. Ha ha! Đại nhân cười cái gì vậy? Tôn thấp hàng, ngươi quá lo lắng rồi. Chuyện này vừa phát sinh, thường sơn âm hắn còn có mỹ danh gì nữa chứ? Lấy mạnh hiếp yếu, tham ô truyền thừa chỉ làm cho uy vọng của hắn giảm đi mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải huyết mạch hoàng kim, không có khách lệnh, căn bản không vào được lầu chân dương. Ngừng lại một chút, Hắc Lâu Lan nói tiếp, từ trong chuyện này cũng có thể thấy được thường sơn âm hắn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Có dục vọng, có tư tâm, không phải rất tốt sao? Hơn nữa, trong tay ta đang nắm thường gia, các gia. Hắn bây giờ đang là ngũ chuyển đỉnh phong, loại thiên tài giống như hắn, nhất định sẽ tiến thêm một bước. Nhưng tấn thăng cổ tiên, chỉ khi nào hắn gia nhập hắc gia ta, ta mới có thể từng bước tiết lộ cho hắn. Ta biết ngươi không thích thường sơn âm, nhưng ta muốn xông vào lầu chân dương, ta còn phải cần đến hắn. Mấy chuyện nhỏ như hạt vườn này, về sau đừng làm phiền ta, nghe rõ chưa? Vâng, đại nhân. Bái quân tử cúi đầu, giọng nói khẽ rung lên. Ừm, lui xuống đi. Thuộc hạ cáo lui tôn thấp hàng mang theo sự thất vọng rời khỏi đại điện trung tâm gió đang gào thét bên tai bầu trời vàng rực rỡ bầy sói thiên thanh dạo bước trên không trung phương nguyên cưỡi trên lưng lang vương sói thiên thanh gió lớn thổi mái tóc hắn bay phất phơ ánh mắt của hắn trầm ngưng gương mặt lộ vẻ suy tư mấy ngày qua hắn vẫn luôn lĩnh hội mật ngữ truyền thừa đáng tiếc vẫn không tiến triển chút nào một cung điện nguy nga hiện ra trước tầm mắt với đỉnh cung điện hình tròn Phát hiện được điểm này, ánh mắt Phương Nguyên tập trung vào hình ảnh trước mặt, gạt suy nghĩ hỗn tạp trong đầu sang một bên. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ cảm khái. Thánh cung, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Khi Phương Nguyên đến gần, tòa cung điện càng lúc càng rõ ràng hơn. Nó có 8 tầng, cao hơn 800 trượng. Tầng thứ nhất cũng là tầng dưới chót, chiếm diện tích lớn nhất. Mỗi một tầng đều có tường thành hình tròn bao quanh. Tường thành bằng tuyết trắng dày ba trượng, kết nối một thể không chút khe hở trên tường thành cứ cách một khoảng sẽ có tháp lâu bảy màu màu sắc của từng tháp lâu không đồng nhất đỏ cam vàng xanh lam chàm tím xen lẫn với nhau từng tầng xếp chồng lên nhau toàn bộ thánh cung giống như một ngọn núi cao vút khi phương nguyên đến gần hơn tòa thánh cung giống như từ dưới đất bay vụt lên hoành không xuất thế khí tận thương khung thánh cung thật sự hoành tráng cho dù phương nguyên kiến thức rộng rãi lúc này nhìn thấy cũng phải sinh lòng tán thưởng trên bầu trời đang bay đến thứ gì vậy là lan vương đến đó có phải là đàn sói thiên thanh không khi phương nguyên xuất hiện dẫn đến đám cổ sư bên trong thánh cung phải chú ý lúc này bên trong thánh cung đã có hơn vạn người những người này có vận khí tốt sau khi tiến vào phúc địa vị trí đã gần sát ngay thánh cung bởi vậy bọn họ mới đến sớm hơn phương nguyên Hắc Lâu Lan đã sớm có dạng dò, đám cổ sư phụ trách dẫn đường rất nhanh đã có phản ứng. Khi Phương Nguyên chậm chậm hạ xuống, sớm đã có người đứng ở cánh cửa của tầng thứ nhất. Phương Nguyên vừa mới bước xuống khỏi lưng con Lan Vương sói thiên thanh, cổ sư tiếp đón đã nghênh tiếp, Lan Vương đại nhân, ngài đã trở về. Tiểu nhân tam sinh hữu hạnh, đặc biệt phụ trách dẫn ngài vào thành. Chỗ ở của ngài ở tầng thứ 8, phòng cũng đã được quét dọn xong. Ừm, không vội, trước mang ta đi chiêm ngưỡng một phen phương nguyên gật đầu vì tôn trọng cự dương tiên tôn bên trong thánh cung không được dùng tọa kỵ chỉ có thể đi bộ tuân lệnh đại nhân đây chính là vinh hạnh của tiểu nhân phương nguyên đi theo cổ sư tiếp đón tiến vào thánh cung bên trong thánh cung có rất nhiều lương đình đình viện từ bên ngoài nhìn vào mái của từng tòa kiến trúc này công lên được lợp bằng nói mạ vàng lộng lẫy từng tòa kiến trúc được xây dựng khác nhau có nơi thì rộng lớn, hùng vĩ. Nhưng có nơi thì hành lang giao thoa, hội trường hỗn tạp, không gian khúc chiết khó lường. Bên trong hội trường, mặc kệ là cột đứng hay là đòn dông, tất cả đều được chạm khắc rực rỡ, tràn ngập không khí xa hoa phú quý. Đại nhân, nơi này là di nhạc cung. Khi cự dương tiên tôn còn ở thánh cung, ngày nào cũng tổ chức khánh điển âm nhạc quy mô rất lớn ở đây. Theo tư liệu ghi chép của lịch sử, trong mỗi lần khách điển, rất nhiều phi tần tranh nhau nhảy múa để được cự dương tiên tổ ưu ái. Đại nhân, nơi này là Xuân Canh Điện, có nguồn suối nước nóng lớn nhất Bắc Nguyên. Cự dương tiên tổ cứ cách 7 ngày đều sẽ mời hàng trăm hàng ngàn phi tần đến đây ngâm nước, chơi đùa. Nơi này chính là phiêu hương viện. Cự dương tiên tổ đã từng đem tử trì, nhục lâm trong truyền thuyết đến đây. Cứ sáng sớm, nhục lâm sẽ sinh ra các món ăn với đủ loại khẩu vị, thơm ngon vô cùng. Đến tối, tử trì sẽ sinh ra các loại rượu ngon với hương thơm đa dạng. Cổ sư dẫn đường cứ đến từng nơi đều giới thiệu một phen, kiến thức không tệ. Phương Nguyên đi bộ cũng như đi xe, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy rất thú vị. Đến tầng thứ tư của Thánh Cung, cổ sư dẫn đường đưa Phương Nguyên vào chính điện. Đại nhân, nơi này là một trong những họa cung của bác đại chính cung Thánh Cung. Cự dương tiên tổ đa tài đa nghệ, am hiểu nhất chính là họa mỹ nhân. Bích họa trong cung này đều do một tay ngài ấy vẽ lên. Mời ngài sang bên này. Cổ sư dẫn đường mở cửa hông cung điện, mời Phương Nguyên bước vào. Bác đại chính cung của thánh cung đều có cửa chính, nhưng chỉ có một mình cự dương tiên tôn ra vào. Mặc dù cự dương tiên tôn đã mất, nhưng quy củ này vẫn được lưu truyền đến nay. Hậu nhân tuân thủ quy củ này cũng là biểu đạt lòng kính sợ của mình đối với ông. Tiến vào cung điện, bích họa hùng vĩ lập tức tràn ngập tầm mắt Phương Nguyên bên trong họa cung không có vật gì, chỉ có vách tường to lớn bốn phía. Bên trên vách tường vẽ rất nhiều mỹ nhân, có vũ nhân mị, có người thanh thuần như nước, có người đang vui cười, có người cúi đầu suy ngẫm, thần thái yêu kiều động lòng người, khoảng chừng hơn 8 vạn bức tranh. Những cô gái được vẽ ở đây đều là những người được cự dương tiên tổ sủng ái nhất. Lúc đó, được tiên tôn thân bút đề họa, đó chính là vinh quang vô thượng của phụ nữ trong thiên hạ. Phi tầng của cự dương tiên tổ vô số, nhưng được vẽ ở đây đều là người nổi bật nhất. Hiện tại có thể xem như trường tồn mãi mãi. Cổ sư dẫn đường nói đến đây, vẽ mặt hoài cảm. Phương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn, đồng thời thầm nghĩ, trường tồn mãi mãi thì không đến mức. Ít ra 500 năm trước, Phúc Địa Vương Đình đã bị cổ tiên Trung Châu công phá. Thánh cung cũng trở nên thất truyền. Hai, chân chính vĩnh sinh, cho dù mạnh như tiên tôn cũng vô pháp làm được. Người bên ngoài đến đây, không khỏi bị cảnh tượng xa hoa phú quý của thánh cung chấn nhiếp cho dù không quá si mê nhưng trong lòng cũng sinh ra sự kính sợ nhưng phương nguyên từ trong cái huy hoàng này ngẫm ra sự phai nhạt và suy tàn không có vĩnh sinh mạnh như tiên tôn thì như thế nào thiên cổ phong lưu như cự dương bây giờ cũng tan thành mây khói dấu vết lưu lại chỉ là sự xác minh nhưng phương nguyên lại cảm thấy sự xác minh này tràn ngập thất bại mang theo sự trào phúng và bi thương nhàn nhạt hứng thú tham quan đã hết. Được rồi, mang ta đến tầng thứ 8 đi. Phương Nguyên thở dài, nói một câu. Cổ sư dẫn đường vội vàng thu hồi vẻ si mê trên gương mặt, do dự nói, đại nhân, cảnh đẹp của thánh cung vô số, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngoại trừ nơi này, còn có Mỹ Phụ Cung, Ấu Nữ Cung, Vũ Mỹ Điện, Thuần Chân Điện. Đặc biệt là dị hương cung, là nơi những cô gái dị nhân ở lại năm đó thậm chí ngay cả mao nhân cũng có luôn còn có ngọc tượng cung chuyên dùng nguyễn ngọc chế tạo mỹ nhân cung cấp cho tiên tổ hưởng dụng trong lòng cổ sư dẫn đường lo lắng nói những nơi mà y nhắc đến chỉ dựa vào thân phận của y còn chưa thể vào được y rất muốn mượn cơ hội này để mở rộng tầm mắt nhưng phương nguyên lại không cho y nguyện vọng nho nhỏ này tự dương tiên tôn lúc tuổi già rất ít khi hạ giới thường hay cư ngụ bên trong thánh cung ông ở lì bên trong trường sinh thiên, không hề ra ngoài. Bắc Nguyên hàng năm cũng sẽ vì ông mà chọn ra rất nhiều cô gái, làm phong phú thánh cung cho ông. Lần cuối cùng cự dương tiên tôn đến thánh cung cũng không sủng hạnh những cô gái này. Sau khi ông thành lập lầu chân dương 88 góc, viết ra quy củ cuộc chiến vương đình thì bỏ đi không một dấu vết, từ đó biến mất trong mắt thế nhân. Thánh cung vì vậy mà tàn lụi. Những cô gái xinh đẹp như hoa giống như chim hoàng yến bị giam trong lòng. Mặc dù phúc địa vương đình lớn, nhưng không có tự do, giống như một cái lồng giam mà thôi. Cuối cùng, các cô gái thành thật ở lại, mặc cho thanh xuân trôi qua. Bọn họ không cách nào chạy đi, cũng không ai có can đảm cứu bọn họ đi. Dưới vinh quang vĩ đại của Cự Dương Tiên Tôn, không biết đã mai táng bao nhiêu thiếu nữ. Trong mắt Phương Nguyên, giá trị của thánh cung cũng không cao. Nó chỉ là di tích của Cự Dương Tiên Tôn mà thôi không có cổ sư nào dám can đảm lưu lại truyền thừa ở đây. Những vật phẩm quý giá để lại năm đó đã sớm bị các cổ sư lấy hết. Cho dù về sau cổ tiên trung châu đồng loạt ra tay cũng không thu hoạch được gì. Thứ duy nhất có giá trị bên trong thánh cung cũng là toàn bộ Phúc Địa Vương Đình, không, chuẩn xác mà nói, là nơi có giá trị nhất toàn bộ Bắc Nguyên. Chính là lầu chân Dương 88 góc trên đỉnh tầng 8. Dưới đề nghị của cự Dương tiên tôn, Trường Mao lão tổ đã đích thân luyện chế ra một cổ phòng. Tiên cổ bát chuyển. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời cơ. Đỉnh tầng 8 vẫn còn trống rỗng. Chỉ khi nào bảo tuyết triệt để bộc phát, lầu chân dương 88 gốc mới có thể xuất hiện. Thời gian sau đó, Phương Nguyên chỉ trốn trong phòng không ra ngoài, vừa tiếp tục tu hành, vừa chờ đợi lầu chân dương mở ra. Đàn sói thiên thanh được giao cho người khác quản lý, không cần Phương Nguyên phải lo lắng. Trong thời gian này, hắc lâu lan cho người gọi hắn lộ ra ý mời chào gia nhập hắc gia trở thành gia lão khác họ đối mặt với đề nghị này phương nguyên nói sẽ cân nhắc nhưng trên thực tế hắn tuyệt sẽ không làm như vậy cổ nhân bị có thể giúp hắn ngụy trang thành lan vương nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phàm cổ khi bị tiên cổ dò xét khả năng sẽ bị phát hiện mời chào làm gia lão khác họ rất phổ biến trong các gia tộc siêu cấp bắc nguyên như vậy cổ tiên ma đạo sẽ chuyển thành thực lực chính đạo, có tác dụng rất lớn cho gia tộc Hoàng Kim nắm giữ đại cục Bắc Nguyên. Đối với việc trên đỉnh tinh thứ, Hắc Lâu Lan không nhắc đến một câu, nhưng ngược lại lời đồn lại lan truyền, nói Lan Vương bá đạo, biểu hiện của hắn trên đỉnh tinh thứ ác liệt đến cỡ nào, lấy mạnh hiếp yếu đến cỡ nào. Miêu tả khuếch đại ba lần, lại lộ ra sự chân thực có thể tin. Phương Nguyên chỉ cười lạnh trong lòng. Rõ ràng có người đang đẩy mạnh tay ở đằng sau, phá hỏng danh dự của hắn. Phan Bình rất có khả năng, đám người tôn thấp hàng cũng có động cơ, thậm chí có thể là hắc lâu lan. Nhưng danh dự ta có sạch hay không thì như thế nào? Năm đó, cự dương tiên tôn thanh danh ác liệt, ma đạo cổ sư bốn phía tìm hoa. Bây giờ thì thế nào? Là tiên tôn người người kính ngưỡng. Ông thành lập hậu cung, dẫm đạp lên rất nhiều thiếu nữ, phá hoại đi bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng đến nay, cũng không có ai dám công nhiên chỉ trích ông trên thế gian này sức mạnh mới là căn bản trên trái đất lời đồn rất đáng sợ ba người thành hổ điều này là vì người nào cũng là phàm phu tục tử quy tắc thế giới khác biệt không để cho cá thể có được sức mạnh của quần thể nhưng chỗ này lại khác đây cũng là một trong những nguyên nhân phương nguyên thích thế giới này sau hơn nửa tháng bầu trời màu vàng bỗng nhiên rung nhẹ toàn bộ đại địa hơi chấn động một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên phóng đến đỉnh thánh cung. Ánh sáng kéo dài ba chung trà, sau đó dần dần tan đi. Trên đỉnh vốn không có vật gì lại hiện ra một tháp lâu. Lầu chân dương 88 góc. Đây là một tòa tháp lâu. Hình dáng như măng mùa xuân, thẳng tắp thon gầy. Thân tháp lờ mờ, màu sắc lộng lẫy. Tòa tháp giống như được tạo thành từ chất lỏng, đang không ngừng lắc lư. Đây là hình dáng ban đầu của lầu chân dương 88 góc chờ bên ngoài bão tuyết vạn dặm, che phủ Bắc Nguyên, tháp lâu chìm vào bên trong phúc địa vương đình, lầu chân dương 88 góc mới ổn định lại. Đến lúc đó, mọi người mới có thể vào bên trong, tiến hành thăm dò. Phương Nguyên đứng ngay cửa, ngửa đầu nhìn mái vòng. Lúc này, người bên trong thánh cung vừa vui mừng, sợ hãi lẫn thánh phục. Các cổ sư nhảy cẩn lên, rất nhiều phàm nhân quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, miệng tán tụng sự vĩ đại của cự dương tiên tôn cho dù lầu chân dương 80 góc thành hình, ta cũng vô pháp tiến vào, bởi vì ta không phải là hậu nhân của cự dương tiên tôn, trên người không có huyết mạch của ông ta. Muốn tiến vào bên trong, còn cần có khách lệnh của Hắc Lâu Lan. Nhưng cũng không vội, lầu chân dương dễ dàng xông vào như vậy sao? Hắc Lâu Lan vẫn còn cần đến người ngoài như ta. Một lát sau, Phương Nguyên thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay về phòng. Hắn đóng chặt cửa, tiếng hoang hô bên ngoài lập tức yếu đi. Hắn bước vào mật thất dành để tu hành, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Bây giờ, hai không khiếu của ta đều đã tấn thăng ngũ chuyển đỉnh phong. Phương diện đô đạo có đàn sói thiên thanh, phương diện lực đạo có sát chiêu phong vương bốn tay, phối hợp với kinh nghiệm chiến đấu của ta, đã xem như đỉnh phong của phàm nhân. Nhưng muốn đối phó cổ tiên, lông mày phương nguyên dần dần cao lại. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa tiên phàm rất lớn, muốn dùng phàm đối phó tiên, khó như lên trời. Hiện tại đối với hắn mà nói, tình huống tốt nhất là trong đầu Thái Bạch Vân Sinh đã có cổ phương tiên cổ Giang Sơn như cố. Phương Nguyên không tiện động tay bên ngoài Bắc Nguyên, nhưng tương lai, ra tay trong lầu chân dương 88 góc vô cùng tiện lợi. Hắn có thể lợi dụng cổ trùng ăn cắp cổ Giang như cố, Sơn như cố của Thái Bạch Vân Sinh, sau đó trộn luôn cổ phương trong đầu ông ta. Có điều kiện thuận lợi này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, bóc chết Thái Bạch Vân Sinh còn chưa thành tiên, lợi dụng thỉnh cầu thứ ba với địa linh Lan gia yêu cầu ông ta luyện cho hắn cổ giang sơn như cố nhưng thái bạch vân sinh còn là phạm nhân khả năng trong đầu có cổ phương tiên cổ giang sơn như cố cực kỳ bé nhỏ nghe đồn kiếp trước khi thái bạch vân sinh thành tựu cổ tiên trong lúc thiên địa cảm ứng đạo văn hút nhau hai cổ trùng tự động sát nhập hình thành tiên cổ giang sơn như cố phương nguyên trời sinh tính cẩn thận chưa bao giờ ký thách toàn bộ hy vọng vào tương lai mờ mịt nếu tình huống hỏng bét ta sẽ đối phó với cổ tiên thái bạch vân sinh đến lúc đó ta chỉ có thể dựa vào chính mình đàn sói thiên thanh phong vương bốn tay hiển nhiên là không đủ rồi thực lực vương nguyên đã là đỉnh phong phàm nhân mặc dù kim tu nô lực hai đạo vẫn không giải quyết được vấn đề khó khăn này nhưng cho dù là vậy hắn đã là hạng nhất trong số cường giả ngũ chuyển ở nam cương hắn ngang tầm với tộc trưởng thiên tài thương gia thương yến phi tộc trưởng võ gia võ cơ nương nương. Lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước cùng ưu thế trùng sinh, cộng thêm một loạt mạo hiểm, trải qua việc giải dụ giữa đường tranh sinh tử, tốc độ trưởng thành của phương nguyên có thể nói là kinh hải thiên hạ. Nhưng thực lực này đối mặt với cổ tiên, cho dù là một cổ tiên vừa mới tấn thăng cũng không đáng chú ý. Muốn giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ trước mắt này, ước chừng chỉ có ba phương pháp. Thứ nhất, tìm được lầu chân dương 88 gốc, từ đó tìm kiếm cổ trùng cường đại hoặc thủ đoạn đặc biệt thứ hai âm thầm bố trí tận lực mưu tính thái bạch vân sinh một khắc thật sự ra tay phải được chuẩn bị đầy đủ thứ ba giải quyết nang đề nô lực song tu dùng hết chiến lược bản thân để tăng trưởng phương nguyên im lặng tính toán hắn biết rất rõ phong vương bốn tay đã tiêu hao hết nội tình kiếp trước của hắn hầu như không còn dù sao kiếp trước hắn am hiểu là huyết đạo còn nô đạo và lực đạo cũng chỉ học lướt qua. Cái gọi là thủ đoạn và bố cục mưu tính cổ tiên, phần lớn không coi là gì, cũng không đáng tin cậy. Kiếp trước vương Nguyên thành công tấn thăng cổ tiên, biết phàm nhân trở thành cổ tiên, sẽ tẩy lễ từ đầu đến chân một lần, thậm chí tướng mạo cũng sẽ phát sinh thay đổi. Chân chính có thể ký thác hy vọng cũng chỉ có lầu chân dương 88 góc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Kim Quang và Ngân Huy xen lẫn trên bầu trời. Lầu chân dương 88 cốc không ngừng thành hình, màu sắc cũng đậm hơn, cuối cùng tắm hơn phân nửa thánh cung trong hào quang. Bên trong phúc địa vương đình, chim hót hoa nở. Còn bên ngoài Bắc Nguyên đã là hơn một tháng đổ tuyết. Gió tuyết cùng bạo, hơi lạnh thấu xương, tuyết lớn tung bay. Trời và đất một mảnh trắng xóa, tầm mắt mông lung. Cây cối đã sớm khô cằn, bị đông cứng thành cây băng. Đồi núi được phủ thêm một lớp áo tuyết thật dày ngay cả sơn cốc cũng lấp đầy một đống tuyết. Đàn thú tử thương vô số, ngay cả cỏ dại vốn có lực sinh mệnh tràn đầy cũng bị sương giá thành băng. Người chỉ cần phun ra một ngụm nước miếng, trong khoảnh khắc đã biến thành khối băng. Nhưng trời không tuyệt đường người, trong cõi u minh, kiểu gì cũng có được một chút hy vọng sống. Tại một số địa phương cũng có bộ tộc lưu lại. Bộ tộc này hoặc lớn hoặc nhỏ sẽ dựa vào những nơi như cốc noãn chiếu để chống lại bão tuyết, kéo dài hơi tàn mang gia có hồng viêm cốc chính là một trong số đó nghị sự đường gia lão phân biệt ngồi hai bên tộc trưởng mang gia là mang đồ ngồi ở vị trí trên cao gia lão khắc họ tam chuyển thạch võ quỳ rạp dưới đất tộc trưởng đại nhân thuộc hạ đến đây thỉnh tội sao thạch võ ngươi có tội gì chứ mang đồ mỉm cười hỏi khởi bẩm tộc trưởng đại nhân thuộc hạ phụ trách trong coi nguyên tuyền chữ đinh hôm qua đột nhiên đóng băng khô cạn hoàn toàn hoang phế Thạch võ cung kính trả lời. Ha ha, không sao. Mang đồ nhẹ nhàng khoát tay. Trên thực tế, ông ta đã biết tin tức này. Gia lão thạch võ đứng lên đi. Bây giờ đang là đại tai 10 năm, Nguyên Tuyền rất có khả năng sẽ bị đóng băng khô cạn. Đây không phải lỗi của ngươi. Tộc trưởng đại nhân tha thứ, thuộc hạ cảm thấy hổ thẹn. Thạch võ cảm kích rơi nước mắt, trong lòng thở vào một hơi. Ông ta họ thạch, Đối với mang gia mà nói chỉ là một nửa người ngoài. Mặc dù ông ta cưới vợ mang gia, nhưng tóm lại vẫn bị xa lánh. Ông ta phụ trách trông coi Nguyên Tuyền. Xảy ra vấn đề, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Cũng may, tộc trưởng mang gia lại là Minh Quân, cũng không truy cứu. Chuyện của Nguyên Tuyền là đại sự của gia tộc. Mang Đa, bây giờ tộc ta còn bao nhiêu Nguyên Tuyền? Mang Đồ cau mày hỏi. Mang Đa là con trai thứ ba của Mang Đồ hình dáng vừa gầy vừa nhỏ nhưng lại khôn khéo xảo trá, một mực phụ trợ mang đồ xử lý chuyện trong gia tộc. Gã lập tức đáp, phụ thân đại nhân, bây giờ Hồng Viêm Cốc còn 7 nguyên tuyền giáp ức bính mậu kỹ canh tân. Trong đó, hai nguyên tuyền canh tân vốn gần khô cạn, không chống đỡ nổi một tháng nữa. Từng. Mang đồ gật đầu, nói cách khác, sau một tháng, chúng ta chỉ còn lại năm nguyên tuyền giáp ức bính mậu kỹ. Chư vị gia lão thấy thế nào? Tộc trưởng đại nhân, việc này cực kỳ khó làm. Đây là thiên tai, nhân lực khó mà xoay chuyển trời đất, không ngại giảm bớt cung cấp nguyên thạch cho các cổ sư. Hồng viêm cốc có 8 nguyên tuyền, tộc ta vất vả tích lũy trong 10 năm. Tình huống năm nay còn ác liệt hơn so với lịch sử của bổn tộc. Cũng may mà có tộc trưởng đại nhân anh minh lãnh đạo. Không cần lo lắng, tình huống của các tộc khác còn tệ hơn chúng ta nhiều. Nhưng nếu nguyên tuyền khô cạn hết thì phải làm như thế nào? Giờ chúng ta qua được trận bão tuyết 10 năm này, đến lúc đó khổ tận cam lai, nguyên tuyền mới sẽ liên tiếp xuất hiện. Các gia lão ngươi một lời ta một câu, nhau nhau phát biểu quan điểm của mình. Mang đồ gật đầu, im lặng nghe xong những lời này, sau đó mới nói, nguyên tuyền rất quan trọng đối với cổ sư tu hành, không thể kinh thường. Không có nguyên thạch, tu vi cổ sư khó mà tăng lên. Bão tuyết vừa mới bắt đầu, không bao lâu sau, sẽ có quái vật tuyết ẩn hiện phòng ngự của hồng viêm cốc vẫn phải dựa vào cổ sư nói đến đây ông ta ngừng lại một chút trầm ngâm nói như vậy đi hãy mau trồng một con cổ trứng suối xuống nguyên tuyền mới sẽ thay thế cho nguyên tuyền chữ đinh vừa mất đi tộc trưởng đại nhân cổ trứng suối là cổ ngũ chuyển đấy có gia lão đau lòng lên tiếng mang đồ nhướng mày cổ ngũ chuyển thì như thế nào các ngươi nên biết có nguyên tuyền cung cấp thì cổ sư tộc ta mới không ngừng tiến bộ giúp cho bọn họ bảo trì chiến lực, có thể bảo vệ được bản thân khi chống lại quái vật tuyết. Chỉ cần cổ sư tộc ta không giảm quá nhiều, nguyên khí của tộc có thể duy trì. Đợi đến khi bão tuyết qua đi, xuân về hoa nở, đó là lúc tộc ta đại triển hoành đồ. Đại triển hoành đồ. Nghe xong, ánh mắt của các gia lão không khỏi lấp lóe. Mang đồ rất quan tâm đến việc quản lý. Bộ tộc mang gia dưới sự lãnh đạo của ông, không ngừng lớn mạnh mấy năm gần đây đã chiếm đoạt không ít những bộ tộc nhỏ. Bây giờ mang gia đã có hồng viêm cốc, đã là chúa tể một phương. Nhưng lúc này, mọi người nghe mang đồ nói, vị tộc trưởng gia tộc này còn muốn tiến thêm một bước. Mang gia bây giờ còn chưa thỏa mãn được giả tâm của ông ta. Gia lão vừa ý kiến mới nảy vội thỉnh tội, tộc trưởng đại nhân anh minh quyết đoán, thuộc hạ chỉ có thể cúi đầu nghe theo, quên mình phục vụ mệnh. Vì tộc trưởng quên mình phục vụ các gia lão còn lại cũng lên tiếng. Ta có chư vị, bá nghiệp khả đồ. Mang đồ cười to, biểu hiện quyết tâm, hạ lệnh, nguyên tuyền chữ đinh mới sẽ do gia lão thạch võ phụ trách. Mọi người không khỏi nhìn thạch võ với ánh mắt ghen tị. Trong giữ nguyên tuyền là một công việc rất béo bở. Thạch võ cảm động vô cùng, khóc mắt phím hồng, thuộc hạ có thể được tộc trưởng vừa ý như vậy, nhất định sẽ cạn kiệt tâm lực báo đáp ngài. Mọi người thương lượng một hồi mới rời đi thạch võ cũng không rời đi mà theo mang đến kho nhận lấy cổ trứng suối đây là cổ trứng suối sao thạch võ hai tay cầm lấy giọng nói run rẩy rất nhanh biểu hiện của ông ta bình ổn lại hành lễ với mang bên cạnh còn xin tam công tử chỉ giáo tại hạ làm sao để thôi động con cổ trùng này mang thấy ông ta thức thời như vậy cười to chỉ giáo thì không dám nhận cổ trứng suối cao đến ngủ chuyển hao tổn chân nguyên rất nhiều ngay cả cổ sư ngũ chuyển trung giai cũng không thể thôi động một lần là thành. Tu vi thạch võ gia lão là tam chuyển, muốn thôi động nó còn phải phối hợp với cổ bền bỉ, cổ hữu tục, nhưng cũng phải mất nửa tháng mới có thể gieo xuống nguyên tuyền. Gia lão không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Tại hạ đúng là cảm kích không hết. Thạch võ vội vàng đáp tạ. Khu vực đặt nguyên tuyền đã được chọn lựa thỏa đáng. Thạch võ mang theo cổ trứng suối cùng với mang đa đến khu vực được chọn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, ông ta lập tức điều động chân nguyên. Đầu tiên là rót chân nguyên vào cổ bền bỉ và cổ hựu tục, sau đó gián tiếp rót vào cổ trứng suối. Cổ trứng suối lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu chân nguyên, chậm chậm chìm nổi. Như thế trôi qua 17-18 ngày, thạch võ mỗi ngày chỉ ngủ nửa canh giờ, ăn cơm đi nhà xí đều phải tranh thủ thời gian. Mặc dù vất vả nhưng hiệu quả có thể thấy được cổ trứng suối được chân nguyên rót vào, đã lóe lên một tầng bảo quan hoa lệ. Mang đa nhiều lần đến thị sát, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vui mừng, sắp được rồi. Ngươi nhìn cổ trứng suối này đi, bên trên đã xuất hiện vết trạng. Chờ đến khi nó hoàn toàn vỡ vụn, đó chính là lúc thành công. Gia lão thạch võ quả thật vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Thạch võ vừa luyện cổ vừa kim tốn nói. Biểu hiện của ông ta mệt mỏi vô cùng, cơ thể gầy đi một vòng. Ông ta cưỡng ép thôi động cổ ngũ chuyển, vô cùng vất vả, nhưng sau khi làm xong, đó chính là công lao. Manda lại nói, trong buổi nghị sự gia lão lần này, phụ thân đã cố ý chiếu cố. Sự vất vả của Thạch võ đại nhân, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu gia lão có cần gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Thạch võ cảm kích đến rơi nước mắt, tại hạ hổ thẹn làm phiền tộc trưởng đại nhân chiếu cố như thế sao có thể được một tất lại một tiếng một thước có yêu cầu gì chứ chỉ là gần đây tại hạ có một nghi hoặc ồ ngươi cứ nói mang thiếu gia gần đây tại hạ cảm giác hồng viêm cốc càng lúc càng lạnh ta nhìn thấy hoa cỏ chim thú chung quanh đều bị đông cứng chết không ít mang sầm mặt lại hồng viêm cốc đúng là đã xảy ra vấn đề trong những lần nghị sự gần đây vấn đề này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần kết quả trinh sát báo về dung nham bên dưới hồng viêm cốc chẳng biết tại sao lại giảm đi rất nhiều điều này hoàn toàn không phù hợp với lịch sử trong cuộc nghị sự vừa rồi mang đồ nổi trận lôi đình yêu cầu mọi người nghĩ đối sách đồng thời tận lực giấu giếm phòng ngừa lòng người dao động thạch võ gia lão đang trong thời khắc mấu chốt ta không nên nói cho ông ta biết tin tức này đề phòng ông ta suy nghĩ mà làm hỏng đại sự nghĩ đến đây mang đa liền nói dối vài câu khiến cho thạch võ thoải mái tinh thần hơn. Thạch võ không nghi ngờ gì, đang định lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, hỏng rồi, đúng là bàn tay tuyết. Manda quay đầu nhìn lại, kinh hải kêu lên, tại sao bên trong hồng viêm cốc lại có bàn tay tuyết. Bọn họ nhìn thấy trên bầu trời, gió mạnh đột nhiên nổi lên, từng mảnh bông tuyết hình giống như bàn tay mang theo khí tức cổ ngũ chuyển từ trời rơi xuống. Không ổn rồi, mau gọi người đến bảo vệ cổ trứng suối. Mang đa quát to một tiếng, lập tức gọi cổ sư đến. Nhưng uy thế của tuyết rất kinh người, gió cắt như đao, uy năng đảo ngược thiên địa. Mọi người chống cự được một lát thì không chống đỡ nổi nữa. Quái vật tuyết Có quái vật tuyết xuất hiện. Họa vô đơn chí, phong tuyết ngưng tụ hình thành một con quái vật tuyết cao đến hai trượng. Phòng tuyến của các cổ sư nhanh chóng bị đột phá. Trên bầu trời, rất nhiều bàn tay tuyết ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ dưới ánh mắt phẫn nộ không cam lòng nhưng không thể làm gì được của mọi người bàn tay tuyết khổng lồ một phát bắt được cổ suối trứng giữa không trung hung hăng nắm chặt tầm uhm. một tiếng vang nhỏ bàn tay tuyết sụp đổ bông tuyết bay lả tả xuống đất cổ trứng suối ngủ chuyển đã không còn bầu trời sao yên tĩnh mông lung như một tấm màn mỏng chiếu sáng phúc địa vương đình rao đàn sói thiên thanh chạy vội hoặc dạo chơi trên bầu trời hoặc lao xuống đại địa. Mặc dù bên trong thánh cung có cổ sư đặc biệt nuôi dưỡng, nhưng đàn sói vẫn thích tự do, hướng đến thiên địa rộng lớn, chứ không phải chim hoàng yến thích ở bên trong lồng giam. Thân là chủ nhân của bọn chúng, Phương Nguyên bỏ mặt không quan tâm. Hắn mở rộng đôi cánh chim ưng, chậm rãi xoay quanh không trung, quan sát bên dưới. Dưới chân chính là truyền thừa địa khâu. Phương Nguyên cứ mãi suy nghĩ về câu mật ngữ. Rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì? Mấy ngày qua, cứ cách mấy ngày hắn sẽ đến thăm dò hiện trường truyền thừa một lần. Trực giác nói cho hắn biết, truyền thừa địa khâu này không đơn giản. Về phần lý do để đi, chính là muốn lợi dụng huấn luyện đàn sói, dạy cho đàn sói kiến thức cơ bản nhất. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thể lưu lại nơi này quá lâu. Hiện tại phương nguyên quyền cao chức trọng, gần với đại nhân vật như Hắc Lâu Lan. Mọi cử động đều thu hút ánh mắt của mọi người, không giống như trước kia, qua loa một chút cũng được lần này cũng không phát hiện được gì để phòng ngừa người khác hoài nghi phương nguyên chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này tuy nói với thân phận của hắn bây giờ hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa của mình để bao quanh nơi này lại nhưng phương nguyên không làm như thế nếu giá trị của truyền thừa này quá lớn cho dù thực lực của hắn siêu quần cũng sẽ có người tranh đoạt với hắn dù sao hắn không có huyết mạch cự dương tiên tôn muốn tiến vào lầu chân dương 88 gốc phải cần khách lệnh của Hắc Lâu Lan. Nhưng hắn vẫn luôn sai người giám sát nơi này. Cùng một lý do được áp dụng với đàn sói thiên thanh của hắn. Mỗi lần hắn xuất lĩnh đàn sói thiên thanh ra ngoài đi săn, đều có một con đường. Trước khi xuất hành, hắn sẽ yêu cầu cổ sư trinh sát cho hắn, xem con đường nào nhiều mồi nhất thì đi con đường đó. Hết thảy có 5-6 con đường được chọn, mặc kệ cái nào cũng sẽ đi ngang qua khu vực gần địa khâu. Diễn trò xong, Phương Nguyên tiếp tục dẫn đàn sói thiên thanh dựa theo con đường quy định, tiếp tục đi săn. Bên trong phúc địa vương đình, đàn thú rất nhiều, vật tư vô cùng phong phú. Nhất là gần tháp nhỏ, cổ trùng từng bầy nối tiếp từng bầy, giả cổ cũng không ít. Chỉ có một số ít cổ sư có cơ hội tiến vào lầu chân dương 88 góc. Phần lớn cổ sư sẽ ở trong phúc địa rộng lớn, không ngừng di chuyển, hoặc thu phục giả cổ, hoặc tìm truyền thừa. Ven đường, Phương Nguyên gặp không ít cổ sư. Về phần gần truyền thừa địa khu, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều cổ sư lần lượt đi qua. Phương Nguyên ngược lại không lo lắng truyền thừa địa khu sẽ bị người hữu duyên lấy đi. Hắn còn có chút chờ mong. Nếu có người bất ngờ phá được truyền thừa, hắn sẽ nghe được phong thanh. Đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Dù sao, chuyện hắn lấy lớn hiếp nhỏ, cướp đoạt truyền thừa đã sớm lan truyền trên đỉnh tinh thứ. Tiếng vang đột nhiên vang lên từ mặt đất. Phương Nguyên cưỡi vạn lang vương thiên thanh từ trên cao nhìn xuống, thấy một tháp lâu nhỏ lóe ra ánh sáng chói mắt đang chậm rãi chìm vào mặt đất. Phương Nguyên cũng không quá kinh ngạc. Trong quá trình lầu chân dương 88 gốc ngưng tụ, cứ cách 8 dặm bên trong phúc địa vương đình sẽ có một tháp lâu nhỏ lần lượt chìm vào lòng đất. Tháp lâu này giống như tổ ong, bên trong chất đầy giả cổ tích lũy trong 10 năm qua. Rất nhiều người suy đoán, giả cổ trong những tháp lâu nhỏ này đã ngưng tụ sức mạnh của lầu chân dương 88 gốc. Xét từ một ý nghĩa nào đó, vô số tháp lâu nhỏ này có lẽ là một bộ phận của lầu chân dương 88 góc. Suy đoán này vẫn chưa được chứng thực. Cổ tiên có thể chứng thực được điều này thì không thể tiến vào bên trong phúc địa vương đình. Phạm nhân có thể tiến vào phúc địa vương đình, chênh lệch với cự dương tiên tôn còn xa hơn chênh lệch giữa trời và đất, hoàn toàn không có năng lực thăm dò. Nhưng Phương Nguyên là một ngoại lệ. Lầu chân dương 88 góc cấu tạo rất kỳ lạ những tháp lâu nhỏ này đích thật là một phần của lầu chân dương. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ điều này, bởi vì trong tay hắn đang nắm tin tức toàn diện của lầu chân dương 88 góc. Nơi phát ra tin tức này chính là địa linh Lan Gia. Tiền thân của địa linh chính là cổ tiên bác chuyển phụ trách luyện chế lầu chân dương trường Mao lão tổ. Khoan, chờ chút. Thân hình Phương Nguyên hơi chấn động, một linh quan chợt lóe lên trong đầu hắn, giống như luồng sấm sét phá vỡ mê vụ. Lúc này, Ánh mắt hắn chợt phát hiện một nơi không được bình thường. Gần địa khâu không có tháp lâu. Không sai, đích thật như vậy. Tin mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn nhiều lần mang theo đàn sói thiên thanh ra ngoài, cho dù không leo lên gò núi, cũng sẽ đứng trên mặt đất nhìn lên. Bây giờ hắn nhớ lại, lập tức phát hiện được chỗ quái lạ. Theo lý, cứ cách tám dặm sẽ có một tháp lâu nhỏ. Thật ra, mỗi tháp lâu đều chiếu ứng theo phạm vi tương ứng ở Bắc Nguyên nhưng gần gò núi địa khâu thì lại không có vật gì nghĩ đến đây tâm trạng phương nguyên không khỏi phấn chấn đây là một phát hiện mang tính đột phá dựa theo manh mối này hắn có thể giải khai được huyền bí của truyền thừa địa khâu nhưng phương nguyên cũng không quay lại bỗng nhiên hứng thú bừng bừng quay lại rất dễ bị hoài nghi hắn kiềm chế tâm trạng kích động dựa theo lộ tuyến trước đó mà tiếp tục đi tới đàn sói thiên thanh xuất phát từ thánh cung lượn quanh một vòng lớn, sau đó quay trở lại thánh cung. Thánh cung giống như một ngọn núi, lầu chân dương 88 gốc vẫn còn đang thai ngén trên mái vòng. Nó phát ra ánh sáng bảy màu, hoàn toàn bao phủ thánh cung. Vốn thánh cung tráng lệ bây giờ đã được phủ lên một hình ảnh cấm tú hùng vĩ. Phương Nguyên cứ cách 6-7 ngày đều sẽ ra ngoài một chuyến, mang theo đàn sói thiên thanh đi săn. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ba ngày sau, ánh sáng bảy màu đầy trời đột nhiên thu lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Tầng thứ nhất của lầu chân dương 88 góc đã hiển thị ra ngoài. Tin tức này khiến người ta vui vẻ, dẫn phát một cơn chấn động trên dưới thánh cung. Nhất thời, mọi người trong bữa ăn hay uống trà đều bàn tán về chủ đề này. Đương nhiên, đại đa số cổ sư chỉ có thể quan sát. Hắc Lâu Lan đang nghe truyện trên TV audio CV không kịp chờ đợi. Mấy canh giờ sau, gã mang theo một thân thương thế, chật vật không chịu nổi ra ngoài. Thương thế của gã không nhẹ, nhưng trên gương mặt khó mà che giấu được sự sợ hãi và thán phục. Lần thứ hai xuất phát, gã mang theo rất nhiều cổ sư hắc gia bên cạnh. Tộc nhân hắc gia chảy xuôi huyết thống của cự dương tiên tôn, có thể tự do ra vào lầu chân dương, hoàn toàn không chịu ước thúc. Lúc này, vẫn là tộc nhân đáng tin cậy hơn. Thứ mà mình có thể nuốt một mình, tại sao lại chia sẻ cho người ngoài chứ? Khi hắc lâu lan trở ra lần nữa, gương mặt hoàn toàn mệt mỏi, cổ sư mang vào cũng chỉ có sáu thành thành công trở về. Sau đó, các loại tin tức ngầm được truyền ra, tất cả đều liên quan đến lầu chân dương. Có người nói lầu chân dương quỷ phủ thần công, nhìn mà than thở. Có người nói xông vào lầu rất khó khăn, cũng có người nói thu hoạch tương đối khá, kích động lòng người. Nhất thời, lòng người dao động. ầm, uhm. hắc lâu lan dơ chân đá thẳng hắc kỳ thắng ngã lan sang một bên. đồ cái thứ vô năng. Hắc lâu lan lớn tiếng chửi mắng, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung tàn bạo ngược. Trong hành lang câm như hến, cổ sư hắc gia không dám lên tiếng. Hắc lâu lan được xưng là hắc bạo quân, tính tình bạo ngược tàn khốc có tiếng. Nhất là gã bị cửa thứ 54 cản trở 6 lần, tính tình lại càng giống như cái thùng thuốc nổ bị nhóm lửa. Tộc trưởng đại nhân là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ đáng chết. Hắc kỳ thắng nằm sấp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, lớn tiếng xin tha ngu xuẩn tại sao hắc gia chúng ta lại có cái thứ vô năng ngu xuẩn như ngươi chứ hắc lâu lan nghiến răng đạp cho hắc kỳ thắng vô số cái thấy gã bị mình đá đến thổ huyết lửa giận trong lòng hắc lâu lan mới lắng lại một chút các gia lão chung quanh đều im lặng không dám nói lời nào lần trước đã có gia lão cầu tình cho hắc kỳ thắng kết quả bị hắc lâu lan đánh trọng thương ngay tại chỗ hiện tại còn nằm trên giường bệnh Tính tình của Hắc Lâu Lan vốn được thu liễm lại trong cuộc chiến vương đình, nhưng sau khi tiến vào phúc địa, tính tình tàn khốc của gã đã thể hiện ra ngoài không sót chút nào. Các ngươi cũng đều là một đám ngu xuẩn, phế vật vô năng. Còn đứng ngơ ngác ra đây làm gì? Nói, nói cho ta biết phương pháp có thể xông qua cửa thứ 54. Nếu không nghĩ ra được, ta phạt các ngươi làm nô lệ. Tộc ta không nuôi người rảnh rỗi. Ta cho các ngươi nguyên thạch, cho các ngươi vinh hoa phú quý, đề bạc các ngươi, vung trồng các ngươi là để làm gì? Bây giờ chính là lúc các ngươi biểu hiện. Hắc lâu lan rống to lên, âm thanh kích đảng khiến khung cửa sổ cũng phải chấn động. Các gia lão âm thầm kêu khổ. Người nào cũng giống như quả cà phơi sương, cúi đầu, len lén dùng ánh mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra phát biểu ý kiến. Hắc lâu lan trừng mắt hổ, liếc nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người gia lão hắc phái. Là gia lão có tư cách già nhất, Lúc này Hắc Phái chỉ có thể kiên trì bước ra khỏi hàng, cung kính thi lễ một cái, đại nhân, thuộc hạ xem ra, cửa thứ 54 chính là nô đạo, độ khó cực lớn, nếu không phải cấp đại sư thì không thể thông qua. Mặc dù gia lão Hắc Kỳ thắng là cổ sư nô đạo do tộc ta bồi dưỡng, nhưng gã cũng không phải đại sư. Chúng ta muốn thông qua cửa ải này, chỉ sợ phải nhờ đến sức mạnh của Lang Vương đại nhân. Hừ, ngươi bảo ta đi nhờ người ngoài. Ngươi muốn để người ngoài chế giễu cho rằng hát gia chúng ta vô năng sao hung mang trong mắt hát lâu lan càng bùng cháy hơn hung tợn quát hát phái run rẩy trong lòng thi lễ thật sâu vội vàng nói tộc trưởng đại nhân anh minh thần võ lãnh tụ bầy luân là chủ của vương đình có đại nhân ngài tọa trấn người nào nói hát gia vô năng người đó chính là đệ nhất ngu xuẩn trong thiên hạ cái gọi là người ngoài vậy thì chưa nói đến lan vương thường sơn âm vốn đã gia nhập minh quân là thuộc hạ của đại nhân điều động hắn trợ trận, vốn là điều phải làm. Ta nghĩ thường sơn âm nhất định rất cảm kích đại nhân. Dù sao, là một người ngoài, có thể vào lầu chân dương chính là vinh dự lớn lao của hắn. Hắc lâu lan nghe xong, sắc mặt giận dữ rốt cuộc hóa giải được mấy phần. Các gia lão nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng thầm khen hắc phái ăn nói cao minh, có thể trở thành đại gia lão, quả nhiên có chút tài năng. Hắc lâu lan chậm rãi dạo bước. Gã không cam tâm trước mắt trong tay gã có hai tấm thách lệnh chính là phần thưởng nhận được khi qua được cửa 12 và 46 gã không phải không nở dùng thách lệnh mà là một khi mời Lan Vương tiến vào phần thưởng thông qua cửa 54 sẽ lọc vào tay Thường Sơn Âm nếu là tộc nhân của mình Hắc Lâu Lan có thể dựa vào quyền uy tộc trưởng thu hết đồ tốt vào tay nhưng theo quy củ truyền thống phần thưởng này sẽ thuộc về người ngoài phần thưởng trong lầu chân dương 88 gốc đều không tầm thường ngay cả hắc lâu lan cũng tâm động không thôi. Mặc kệ cổ phương, cổ trùng hay là cái gì khác, mỗi một phần thưởng đều có thể giúp cho cổ sư bình thường cuộc khởi. Hắc lâu lan bước đi năm sáu bước, thở dài nhẹ nhẹ. Cả biết, có bức hắc kỳ thắng cũng vô dụng. Hắc gia nuôi dưỡng ba cổ sư nô đạo, một người đã chết trong cuộc chiến vương đình. Hắc kỳ thắng đã là người mạnh nhất. Nhưng gã không phải cổ sư nô đạo. Bất kỳ đại sư nào cũng cần phải đủ nội tình, không phải chỉ dựa vào bồi dưỡng là có thể bối dưỡng ra được. Hắc lâu lan dừng bước, hắc thư đâu? Có thuộc hạ. Hắc thư đứng ngoài cửa. Hắn ta là tùy tùng thiếp thân của hắc lâu lan, nghe hắc lâu lan gọi, lập tức tiến vào. Ngươi đi mời lan vương đến đây. Hắc lâu lan dặn dò. Nghe được câu này, tất cả các gia lão bên trong điện đều thở vào một hơi, ngay cả hắc kỳ thắng đang nằm dưới đất, toàn thân bỗng dưng buông lỏng, rốt cuộc đã được giải thoát. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Hắc thư lĩnh mệnh rời đi. Bịch. Hắc lâu lan lại hung hăng đá Hắc kỳ thắng một cú, tên phế vật này còn nằm đây làm gì? Đợi lát nữa thường sơn âm đến, ngươi muốn cho hắn thấy Hắc gia vô năng sao? Đại, đại nhân, ta sai rồi. Hắc kỳ thắng không ngừng xin lỗi. Cút xuống dưỡng thương cho ta. Hắc lâu lan quát. Vâng, vâng đại nhân. Hắc kỳ thắng chật vật đứng dậy, lão đảo rời đi không bao lâu sau hắc thư một mình trở về tộc trưởng đại nhân lan vương không có ở thánh cung mà ra ngoài chăn thả đàn sói rồi cái gì hắc lâu lan cao giọng hỏi lông mày cau lại gương mặt vừa mới bình tĩnh một lần nữa nổi giận các gia lão rung lên trong lòng gia lão hắc phái chỉ trích hắc thư tên nhóc này đúng là không biết làm việc gì cả lan vương không có ở đây chẳng lẽ ngươi về tay không sao chẳng lẽ ngươi không thể truyền tin nói rõ ý đồ Lan Vương còn không mau chóng chạy về sao? Đại nhân, không phải thuộc hạ không biết làm việc. Hắc thư ủy khuất kêu lên, thuộc hạ đã truyền tin, Lan Vương cũng đã nhận được tin, nói mình xuất lĩnh đàn sói đi săn đã thành thói quen, không muốn gián đoạn, bảo chúng ta chờ. Nếu như chờ không kịp thì gọi đám người đường diệu minh nhập lâu. Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc. Đại gia lão hắc phái trừng mắt, không thể tin nổi, lại có người lạnh nhạt như thế sao? hắn thật sự nói như vậy à chứng cứ vô cùng xác thực tộc trưởng đại nhân đây là cổ truyền thư của lan vương thường sơn âm hắc thư nói sau đó đưa cho hắc lâu lan một con cổ truyền thư đây là cổ trùng tinh đạo cao đến tứ chuyển truyền tin nhanh nhất chỉ là khi bay quan mang lấp lánh thanh thế cực lớn rất dễ bị địch nhân bắt giữ nhưng ở phúc địa vương đình thì không lo tinh thần hắc lâu lan đưa vào thăm dò cổ truyền thư sau đó liên tục cười lạnh tính tình lan vương nóng nảy vậy mà lại duy trì được sự bình thản như thế đại nhân lan vương cao ngạo thế nhân đều biết thuộc hạ xem ra lan vương đã sớm cười thầm không thôi nhưng vẫn còn làm giá một gia lão hát gia đoán chừng khiến các gia lão khác đều gật đầu hừ hắn kênh kiệu cũng phải thôi hắn là đại sư nô đạo còn là đại sư phi hành nếu các ngươi cũng là đại sư ta cần chi phải cầu người ngoài tháp lâu lan giận dữ gầm lên khiến các gia lão phải im lặng đầu cũng rũ xuống thấp hơn lúc này phương nguyên thật sự không chú tâm đến lầu chân dương hắn quan sát địa khâu dưới chân trong lòng tràn ngập chấn động nơi này quả nhiên không có tháp lâu dựa theo so sánh của những tháp lâu xung quanh thật ra nơi này đã từng tọa lạc một tháp lâu ngay trên gò núi nhưng bây giờ chỉ còn một miệng hang đen ngòm lợi hại cổ sư bố trí truyền thừa này thật sự lợi hại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha